Không có khả năng, nhờ tổ dùng tinh thần lực dò xét qua, hắn làm sao có thể có thể ẩn thân trong nội bộ thế giới thụ mà không bị phát giác. Bởi vì nhan đình khâu căn bản không tin tưởng, bản đế sẽ chờ mắt nhìn xem phong đô quỷ thành hủy diệt, nhìn xem thế giới thụ bị đoạt đi mà không hiện thân. Phong đô đại đế vung ra chiến kỳ, liệt diễm như giang hà xẹt qua phong đô quỷ thành trên không, lập tức hơn 10 vị thần vương thần tôn đẳng cấp thần quân cường giả bị đánh đến nhục thân nổ tung. Tàn thể hóa thành mưa lửa hướng trong hư không rơi xuống. Bành, hoàng tuyển ấn bay ra, lực lượng không gian phát tiết, đem một vị thiên tôn cấp tu vi lão giả đánh cho chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, chấn hồn chắc quay chung quanh thế giới thuộc xoay tròn phi hành, phát ra thanh âm chói tai, những nơi đi qua, đem một vị lại một vị hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn thành viên đánh nổ thành bùn máu, liền ngay cả dưới người bọn họ hàng tinh cũng cùng theo một lúc nổ tung. Như chói lọi tận thế khói lửa, tại trong vũ trụ nở rộ. Phòng đồ đại đế là thật lửa giận mút trời, muốn giết tới thần giới. Lúc trước hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn tiến đánh phong đô quỷ thành thời điểm, hắn liền có cảm ứng, nhưng đang đứng ở bế quan trùng kích thủy tổ thời khắc mấu chốt, một khi xuất thủ, không chỉ có thất bại trong gang tắc, chính mình cũng nhất định lọt vào phản phệ. Tạo thành chiến trận hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn, chiến lực không gì sánh kịp, ngay tại phong đô đại đế do dự trước mắt, liền lấy thế dễ như trở bàn tay công phá phong đô quỷ thành, cướp đoạt thế giới thụ. Thế là, phong đô đại đế chỉ có thể tiềm ẩn đến càng sâu, đem trùng kích thủy tổ, làm hạng nhất đại sự. Nhưng, tựa như trong cõi U Minh đã chú định đồng giặc, hôm nay đã đến hắn không thể không ra tay thời điểm, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tắc. Loại này phẫn nộ, tự nhiên là phải hóa thành vô cùng vô tận giết chóc. Tu thần thiên thần vừa mừng vừa sợ, nguyên lai người nói chính là phong đô đại đế. Ngay cả nhau tổ thứ hai đều không có dò xét đến hắn ẩn thân trong nội bộ thế giới thuộc, làm sao ngươi biết. Thiên mẫu nói cho ta biết, Trương Nhược Trần nói, Tu thần thiên thần lộ ra vẻ thất vọng, ta còn tưởng rằng, người so nho tổ thứ hai cảm giác cùng suy tính đều lợi hại. phong đồ đại đế tại cây kia thế giới thụ kinh doanh đâu chỉ trăm vạn năm, sớm cùng thế giới thụ khí thức hòa làm một thể, tăng thêm có hoàng tuyển ấn kiện này gần với vũ đỉnh không gian thần khí, nho tổ thứ hai trừ phi đem thế giới thụ mỗi một hạt cho bụi đều dò xét một lần, nếu không chỗ nào có thể đem hắn tìm ra. Đáng tiếc, nho tổ thứ hai vội vã khai chiến, không có cái kia thời gian. Cái này nhất định sẽ thành thần giới lần này thảm bại lớn nhất chỗ sơ suất." Trương Nhược Trần nói, "Tu thần thiên thần nói, ta rất không minh bạch, Phong Đô Quỷ Thành bị công phá thời điểm, Phong Đô Đại Đế đều ẩn nhẫn lại. Giờ phút này làm sao xuất thủ? Chẳng lẽ Diêm La tộc, so Phong Đô Quỷ Thành còn trọng yếu hơn?" Trương Nhược Trần ánh mắt thâm trầm, đã có bội phục, lại có tiếc hận, bởi vì hắn thấy rõ trận chiến này chân chính ý nghĩa, thần giới không thể thất bại. Càng là như vậy, thì càng muốn để thần giới thảm bại. Đem thần giới để đùa, ẩn tàng tại phía sau màn trường sinh bất tử giả mới có thể vào cuộc. Cho nên người tại câu chính là thần giới vị kia trường sinh bất tử giả. Tu thần thiên thần như có điều suy nghĩ. Không thôi, ấy, cái này mắc câu rồi. Trương nhược trần tay áo dài vung hướng mặt nước, từng cơn sóng gợn đằng sau, mặt nước quang ảnh đại biến. Từ diêm la tộc thế giới thụ chỗ tinh vực chiến trường, biến hóa đến mộ dung chúa tể cùng thạch cơ nương nương giao phong vùng tinh không kia chương 4208, chân giả đế trần Chi thần quân này, chính là thần giới vị kia trường sinh bất tử giả dòng chính. Mỗi một vị quân sĩ, có được hoàn toàn giống nhau thần võ ân ký, có thể vượt qua không gian, cùng hành tẩu ở dòng sông thời gian. Nhục thể của bọn hắn cùng hồn linh, không tồn tại ở vũ trụ chân thực thời không vĩ độ. Bởi vậy trong tinh không, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần võ ân ký. Thần thông, thuật pháp, thần khí chiến binh, toàn bộ thông qua thần võ ân ký ném đưa, đơn giản chính là một chi ảnh từ quân đội, xa so với hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn cùng thần phù quân quỷ dị. hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn cùng thần phù quân nếu không phải đạt được thế giới thụ gia trì, chiến lực tuyệt đối so với không lên chi này thời không ảnh từ thần quân. Thạch cơ nương nương có thể xưng giả tổ, chiến lược thắng qua lúc trước nhị quân thiên một mảng lớn, nhưng đối mặt thời không ảnh từ thần quân chặn đường nhưng không có biện pháp gì, không cách nào làm đến cấp tốc thoát thân. Thần quân là từ vĩ độ thời gian, đưa nàng chặn đường nàng sử dụng yêu ham kiện này tuyệt đỉnh thời gian thần khí cũng khó có thể phát huy ra tác dụng một khi mộ dung chúa tể đuổi theo cùng chi thần quân này hình thành vây kín chi thế hôm nay liền nguy hiểm lúc này thạch cơ nương nương không có nửa phần bình thường lười biếng buồn ngủ thái độ đôi mắt sáng tỏ sáng chói tinh thần vô cùng phấn chấn tay phải thon dài mềm nhỏ năm ngón tay bóp ra ấn pháp môi đỏ đóng mở tha sơn chi thạch vạn tinh chi chủ ầm ầm toàn bộ trong tinh hải nham thạch tinh cầu giống như nhận triệu hoán, nhao nhao quay cuồng. Tiếp theo tại nàng khống chế dưới, cùng nhau đánh về phía đầy trời thần võ ân ký. Những này nham thạch tinh cầu bên trong, bao quát thể tích lớn nhỏ khác nhau tiểu hành tinh, lấy ngàn vạn mà tính số, lít nha lít nhít. Trong đó một chút, thậm chí có sinh mệnh tồn tại. Những thần võ ân ký kia tốc độ di chuyển cực nhanh, tức giống nhảy lên ở trong không gian, lại như vượt qua vĩ độ thời gian. Thạch cơ nương nương thi triển tha sơn chi thạch đại thuật lại đụng vào không đến bọn chúng quá nhanh thủy tổ phía dưới thạch cơ nương nương chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình tựa như toàn lực ứng phó một quyền đánh vào trong không khí trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại mãnh liệt cái này cùng bại ở trong tay thủy tổ khác biệt bởi vì nàng đã có cùng thủy tổ một dạng cúi nhìn chúng sinh đều là sâu kiến ngạo nghễ lòng dạ bờ tam đồ hà tu thần thiên thần hỏi vậy rốt cuộc là cái gì tốc độ di chuyển cũng quá nhanh căn bản là không có cách bắt không cách nào công kích thủy tổ cũng chỉ có thể bị động bị đánh thân thể cùng hồn linh không tại mảnh này thời gian cùng trong không gian, chỉ có một đạo thần võ ấn ký, không bị ngăn trở, tốc độ di chuyển tự nhiên là nhanh. Liền cùng ngươi ý niệm đồng dạng, ý niệm của ngươi có bao nhanh, liền có thể di động bao nhanh. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, nhưng muốn nói thủy tổ đều chỉ có thể bị động bị đánh, liền đánh giá quá cao bọn chúng. Nói cho cùng, thạch cơ tu vi cảnh giới còn kém một hơi, không có đạt tới chân chính thủy tổ cảnh giới, tại đạo pháp cùng quy tắc trật tự vận dụng lên, tự nhiên yếu đi một đoạn. Nếu không, nàng đã vượt qua thời gian cùng không gian vĩ độ, đem chi thần quân này bên trong tu sĩ đánh giết. Giả tổ, trung quy là giả tổ, chân chính thủy tổ, không nói không gì làm không được, nhưng cũng cũng không phải thủy tổ phía dưới tu sĩ có thể áp chế. Người ở dưới thủy tổ, chẳng phải có được áp chế thủy tổ chiến lực. Tu thần thiên thần nói, Trương Nhược Trần nói, ta không giống với, ta cổ kim nhất phẩm, cùng cảnh vô địch. Ai có thể cùng ta so, người bĩu môi làm gì, không có a à. Ngươi rõ ràng chính là trong lòng khó chịu, cảm thấy bản đế tự biên tự diễn, tự cho là đúng. Mà ngươi, lại chỉ có thể tự ti mặc cảm, mặc cảm. Ngươi lại biếu môi, còn cắn răng, tu thần thiên thần bờ môi trầm tĩnh lại, nhìn về phía hậu phương, cao mấy trượng dốc thoải bên trên cổ lão dịch chạm, nói, bọn hắn đến. Đem bọn hắn mang tới, trương nhược trần thu hồi dáng tươi cười, tòa này tu kiến tại cổ thần lộ bên trên dịch chạm, chỉ có cao ba tầng, chiếm diện tích vài mẫu, lộ ra cực kỳ đơn sơ nhưng tu kiến sử dụng vật liệu phi phàm, có thánh mộc, xích đồng cùng huyền thiết. Vài vạn năm cũng sẽ không hư, một cái cùng trương nhược trần giống nhau như đúc nam tử Tuấn Mỹ, xuất lĩnh lão tử quỷ cùng ma điệp công chúa, bị ngồi tại ngoài dịch trạm liếm hy chặn đường. Liếm hy ngồi tại trên ghế dài, mang theo tử sa mũ rộng vành, cầm trong tay nhân đầu chàng đập mặt đất. Từng sợi hồn vụ cùng khô tử tuyệt lực lượng nguyên rủa lưu động ở chung quanh trong không gian. Khô tử tuyệt, loại này vạn ác nguyền rủa không ngờ xuất hiện tại trong vũ trụ. Các hạ đến cùng thần thánh phương nào, chính mình hiện ra chân thân tới đi. Trương Nhược Trần vô cùng có cường giả khí độ, không có lập tức động thủ, nhiều hứng thú, nhìn xem ngồi tại cổ thần lộ trung ương nữ tử thần bí. Lão tử quỷ cùng ma điệp công chúa cũng là phi phàm cường giả, có thể nhìn ra người cản đường tu vi cao thâm mà chắc, tuyệt đối là một tôn bán tổ. Thêm nữa đối phương tinh thông khô tử tuyệt nguyên rùa, cũng liền càng là câu lên bọn hắn nồng đậm lòng hiếu kỳ. Lão tử quỷ tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy đỏ trướng, ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, lớn miệng, không nói lời nào, chẳng lẽ là một người câm. Mặc kệ hắn, đi trước nghĩ cách cứu viện thạch cơ nương nương mới là chính sự. Nàng giao cho ta đi, các người đi trước, ma điệp công chúa trên lưng mọc ra hỏa diễm cánh bướm, vóc người nóng bỏng, nửa người trên chỉ mặc màu bạc trắng áo giáp. Thon dài cái cổ cùng khiêu gợi xương quai xanh đều là lộ ở bên ngoài, bằng phẳng mặt tuyết trắng bụng dưới vị trí, thể có một đầu treo đầy bảo thạch xích vàng đai lưng trên thân hỏa diễm oanh nhiên, đem khô tử tuyệt nguyền rủa ngăn cách ở bên ngoài. Nàng gọi ra một kiện câu thứ chiến binh bình thường, bán tổ quy tắc giống như xích hồng sắc sợi dễ xúc tu từ dưới chân, hướng Liễm hy lan tràn đi qua. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này cổ quái, nhắc nhở cẩn thận một chút. Đối phương có thể sớm suy tính ra chúng ta sẽ từ nơi đây trải qua, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Liễm hy ngẩng đầu, lập tức hàn ý ngưng kết thời không. Dừng tay, tu thần thiên thần chân dài gấp bước, từ trong dịch trạm đi ra ngăn lại kiếm bạt nỗ trương song phương gặp tu thần thiên thần xuất hiện trương nhược trần nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi đổi một chút lập tức hướng trong dịch trạm nhìn lại bên trong trống rỗng cũng không gặp thân ảnh của người nọ lúc này mới thở dài một hơi lão tử quỷ váng đầu hồ hồ chưa kịp phản ứng khiển trách quát mắng tu thần ngươi ngươi không đi chợ chỉ giao nữ hoàng đối kháng thần giới đại quân trốn tới chỗ này làm cái gì ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi làm sao cùng bọn hắn lăn lộn đến cùng một chỗ. Kiếm giới chư thần đều cho là ngươi chết đâu, tu thần thiên thần tức giận, hư lạnh một tiếng, lão tử quỷ nói, ngươi một cái khí linh biết cái gì. Lão phu cùng đế trần, còn có cô nương, cùng một chỗ làm đại sự đâu. Cô nương, cái gì cô nương, tu thần thiên thần nghi ngờ hỏi, cô nương chính là, lão tử quỷ lời còn chưa nói hết, liền bị trương nhược trần đánh gãy, nói cô nương đương nhiên chính là thạch cơ nương nương. Diệu ly, nhìn thấy chủ nhân, Ngươi chính là loại thái độ này. Quên đả hồn tiên thống khổ sao, ngươi cũng quá không nghe lời, xem ra bản đế đến lại dạy dỗ dạy dỗ ngươi. Bí ẩn như vậy sự tình đều biết, tu thần thiên thần đối trước mắt cái này đế trần giả thân phận lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Nhìn hắn như vậy tùy tiện, tu tù thần thiên thần ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ý cười, đem trầm uyên thần kiếm lấy ra, tiện tay ném ra ngoài. Con, trầm uyên thần kiếm giữa không trung xoay tròn một vòng, mũi kiếm chạm đất, cắm ở trương nhược trần lão tử quỷ, mà điệp công chúa ba người trước mặt ngươi là đế trần vậy cái này là ai chiến kiếm ngươi dám cầm kiếm này sao tu thần thiên thần nhìn xem ba người hoặc kinh dị hoặc hãi nhiên hoặc nhắm mắt u thán thần sắc lúc này mới quay người hướng trong dịch chạm đi đến nói cùng lên đến đi đế trần chờ các ngươi đã lâu lão tử quỷ toàn thân một cái giật mình rượu trong nháy mắt tỉnh nhìn về phía trương nhược trần phảng phất lập tức minh bạch tất cả sự tình nguyên lai đây là một cái giả gió thổi qua đối diện trên ghế dài nữ tử kia tử xa mũ rộng vành, bị thổi lên một góc, lộ ra liếm hy tuyệt mỹ mà thanh lãnh dung nhan. Trương Nhược Trần cùng Ma Điệp Công Chúa liếc nhau, từ bỏ phân tán bỏ chạy ý nghĩ. Ma Điệp Công Chúa đem thả ra ngoài thiên hỏa, thu hồi thể nội, giấu tại ngưng bạch dưới da thịt, nói đi thôi, hắn lại không ăn thịt người. Thật nhiều năm chưa thấy qua hắn, bây giờ ngược lại là rất muốn biết hắn tấn thăng thủy tổ sau lại là cỡ nào phong độ tuyệt thế. Tam đồ hà trên mặt nước, hiện ra mới hình ảnh thạch cơ người đã trốn không thoát mộ dung chúa tể đuổi theo nhưng cũng không tới gần thạch cơ nương nương đứng ở bên ngoài trăm triệu dặm hắn hai viên ánh mắt bay đến trong hư không tinh thần lực tướng hai đạo giấu tại trong ánh mắt tổ phù thôi động đến cực hạn bách điều chiều thánh tổ phù lơ lửng ở bên trái hư không chiếm cứ phương viên ngàn vạn dặm không gian phù văn ngưng tụ thành các loại thần điều xoay tròn cuộn bay hình thành một cái so hàng tinh sáng tỏ mấy chục vạn lần vòng xoáy Vạn thú tổ phù thì là bị Mộ Dung chúa tể tay phải nâng, long hổ, sư báo, sa hạt, côn bằng. Mỗi một cái phù thú đều khí thôn tinh hà, tiếng giống chấn thiên động địa. Thạch Cơ Nương nương sắc mặt trở nên trầm ngưng, Mộ Dung chúa tể cái này hai đạo tổ phù thật không đơn giản, một khi cùng ánh mắt cùng một chỗ dẫn bạo, đủ đưa nàng trọng thương đến chiến lực tổn hao nhiều. Hôm nay liền thực sự nằm tại chỗ này, hắc ám vĩnh hằng, Thạch Cơ Nương nương lần nữa kết ấn dưới chân một tòa nặng nề mà cuồn cuộn thế giới hắc ám nhanh chóng dọc theo người ra ngoài là vật chất hắc ám ngưng kết mà thành hút vào trong vũ trụ hết thảy ánh sáng cùng nhiệt đại lượng hắc ám áo nghĩa cùng hắc ám trật tự hóa thành giao long hình thái đem mấy ngàn vạn dặm không gian bao phủ lấy hắc ám áo nghĩa che giấu nàng xác thực không gian vị trí đem bốn bề thiên địa hóa thành một mảnh vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự trang chỉ cần không bị mộ dung chúa tề tinh thần lực khóa chặt dẫn bạo tổ phù hủy diệt năng lượng lại đáng sợ nàng đều có nắm chắc chạy thoát. Mộ dung chúa tể mày nhân lại, đem cấp 95 tinh thần lực dung nhập sóng âm, chữ chữ giống như diệt thế kinh lôi, thạch cơ, minh tổ đã chết, thì hiểm càng là thần giới thịt cá trên thất, người tội gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người như dân gia thần nguyên, lão phu có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Mộ dung chúa tể kiêng kỵ, không phải vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự tràng. mà là sợ sệt, lâm vào tuyệt cảnh thạch cơ nương nương, tự bạo thần nguyên, ngọc thạch câu phần, đem hắn mang đi ta đều dâng ra thần nguyên, còn có thể có cái gì giá trị? Không có giá trị, từ đâu tới tính mệnh, ngay sau đó, thạch cơ nương nương ngọt ngào thanh âm dễ nghe lại từ trong hắc ám chuyển đến, lại nói, ngươi liền thật cảm giác, ăn chắc ta rồi. Mộ dung chúa tể lo lắng mang xuống sẽ phát sinh biến số, thế là, hướng lơ lửng ở trong tinh không những thần võ ấn ký kia phất tay, để thời không ảnh từ thần quân đánh trước trận. Bóng dưng, một mảnh màu xanh tinh vân, từ trống rỗng mà hắc ám thâm không, tật tốc vọt tới nương nương tự coi nhẹ mình, mỹ mạo của ngươi liền cùng đế trần đạo Pháp bình thường đều là cổ kim đệ nhất phẩm, nhưng so sánh thủy tổ thần nguyên càng có giá trị. Lấy lão phu nhìn, mộ dung chúa tể đại nhân cũng là khổ sở mỹ nhân quan, lão nghiêu tư xuân. Nhị quân thiên cùng một đầu thanh lộc, khống chế vô biên vô tận màu xanh tinh vân, rất nhanh xuất hiện đến những thần võ ấn ký kia phía trên, muốn đem toàn bộ thời không ảnh từ thần quân đều nuốt hết đồng giảng. Vừa rồi, chính là con thanh lộc kia miệng nói tiếng người chương 4209, còn không thay đổi trở về. Đạt được A Tu La Thủy Tổ ấn ký về sau, trải qua 3 vạn năm lĩnh hội, Tu Vi tiến thêm một bước. Đạt tới bán tổ đỉnh phong, chính là có được như thế cảnh giới, mới cho hắn khiêu khích Thủy Tổ lực lượng. Dù sao, Thủy Tổ muốn giết bán tổ đỉnh phong, cũng phải ước lượng có thể hay không tại đối phương trước khi chết phản công bên dưới toàn thân trở ra. Tại cái này tận thế đại thế, thời gian sau cái gì đều trọng yếu một khi gặp trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn thương thế, đem phi thường chí mạng. Tựa như vấn thiên quân cùng nộ thiên thần tôn, vốn không thua cùng thời đại bất kỳ tu sĩ nào, nhưng người trước tuần tự gặp hai lần gần như vẫn lạc trọng thương, chậm trễ không biết bao nhiêu vạn năm. Người sau thì là chịu đủ nguyền rủa khốn nhiễu, tại tu vi cảnh giới bên trên, tự nhiên cũng liền rất lại phía sau. Ngược lại bị thanh lộc thần vương cái này một mực giả bộ làm thần vương cực thiện ẩn nhẫn người, từng bước một đi đến phía trước. Cho nên, mộ dung chúa tể nếu thật xem bán tổ đỉnh phong như không bị nó lúc sắp chết phản công trọng thương coi như lần này không chết cũng nhất định trôn xuống mầm tai họa chết bởi lần tiếp theo tầng thứ cao hơn đấu pháp thắng thua cùng sinh từ ác quả thường thường quyết định tại tiền căn mà không phải lập tức mộ dung chúa tể khí định thần nhàn tất nhiên là không nhìn chúng nhị quân thiên cùng thanh lộc thần vương nói chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ nghĩ cách cứu viện nàng đây là tới chịu chết sao cho đến giờ phút này mộ dung chúa tể mới rốt cuộc xác định nhị quân thiên sở thuộc trận doanh. Trước đây hắn suy tính qua, nhị quân thiên tất cả thiên cơ cùng nhân quả đều bị che giấu. Dù là hao phí thủy tổ huyết dịch, dù là hắn lấy chấp trưởng thiên cơ nổi danh trên đời, cũng chỉ có thể suy tính ra một chút mạch lạc, suy đoán nhị quân thiên có thể cùng hôi hải có quan hệ. Thanh lộc thần vương trống lên cửu quang thập sắc giết chóc thần vân, ngăn cản cấp 95 tinh thần lực uy áp, hồn nhiên không sợ người đang hù dọa ai. Nương nương đã bước vào thủy tổ chi cảnh, người cũng không cao minh hơn nàng bao nhiêu. Lão phu cùng nhị quân thiên chỉ cần ngăn trở chi kia du tẩu tại trong thời không thần quân, trận chiến này, coi như đánh lên mấy chục năm, cũng là phụng bồi tới cùng. Chính là không biết, tiến công diêm la tộc thế giới thủ cái kia hai chi thần quân, đối mặt diêm vô thần, chỉ giao, không phạm nộ, phượng thải rực những đối thủ này, kháng không kháng được mấy chục năm. Mộ dung chúa tể tự nhiên là có thủy tổ nên có ngạo nghễ cười nói, một cái ngay cả thủy tổ ấn ký đều không có tu luyện minh bạch giả tổ thôi, người lại gửi hy vọng nàng cùng bản tỏa chống lại. Thanh lộc thần vương lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nhưng là biết, cô nương ban cho thạch cơ nương nương hữu tẫn thủy tổ ấn ký. Ba vạn năm đi qua, thạch cơ nương nương ngay cả hữu tận vật chất đều có thể gánh chịu, lại vẫn không có đem thủy tổ ấn ký tu luyện minh bạch. Thanh lộc thần vương cho là thạch cơ nương nương khẳng định là giấu nghề, nói cái này đều đấu pháp đã mấy ngày, nếu không phải thần giới chi thần quân này chặn đường, các hạ đều mơ tưởng đuổi kịp nương nương. Hiện tại, người ngược lại là hồ suy đại khí lên, có bản lĩnh liền động thủ, để cho chúng ta kiến thức một chút cái gọi là chân chính thủy tổ tuyệt thế đạo Pháp. Thanh lộc thần vương căn bản không sợ thần giới, lực lượng 10 phần. Có cô nương làm chỗ dựa, thần giới vị kia trường sinh bất tử giả cũng chưa chắc vô địch thiên hạ. Càng quan trọng hơn là, còn có đế trần, đế trần cùng cô nương một lòng, đế trần nhất niệm nhất định tinh hải, đưa tay liền có thể đúc xây thế giới thụ, làm cho vĩnh hằng chân tể đều muốn làm ra nhượng bộ. Hắn cùng cô nương liên thủ, tuyệt đối là có thể cùng thần giới xoay cổ tay. Đế Trần đã là đã từng kiếm giới chi chủ, lại làm ba vạn năm thiên đình thiên tôn, càng cùng địa ngục giới tầng chót nhất tu sĩ là chiến lược đồng minh, năng lượng cường đại, có thể nói chúng sinh chi chủ. Hiệu lệnh tam giới, không dám không theo, mà Đế Trần, chính dẫn đầu cử thiên cùng ma điệp công chúa, ở trên đường đuổi tới. Thanh lộc thần vương dựa vào cái gì e ngại một cái mộ dung chúa tể. Hắn hôm nay, cũng muốn như năm đó thiên mẫu giống như Trương Nhược Trần, lấy thủy tổ phía dưới cảnh giới xưng một xưng thủy tổ cân lượng. Trương Nhược Trần Ma Điệp Công Chúa, Lão Tử Quỷ, đi vào tam đồ hà một bên, rốt cục nhìn thấy ngay tại thả câu Trương Nhược Trần. Tinh Hải cô ngồi, độc điếu thi hà, cái này câu không phải cá. Lão Tử Quỷ lặp đi lặp lại quan sát Trương Nhược Trần cùng giả Nhược Trần, bộ dáng, thần thái, thiên cơ, khí chất, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Ngược lại là bên người giả Nhược Trần muốn thật một chút, ngay tại thả câu Trương Nhược Trần càng giống một cái giả. Bởi vì thả câu vị kia, quá trầm ổn, quá sâu không lường được. Lão tử quỷ nhận biết cái kia trương nhược trần, không phải cái dạng này. Hắn càng so sánh càng sinh khí, không khỏi nói các người đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. ỉ vào tu vi cao, chơi người đúng không? Ngươi là ai? Ai mới là thật trương nhược trần? Bởi vì cô nương nguyên nhân, lão tử quỷ đối với đế trần giả thân phận là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, như còn có một cái đế trần thật, làm sao có thể cho phép đế trần giả tồn tại, Trương Nhược Trần tay đem cần câu, nhìn chăm chằm mặt nước, lắc đầu than nhẹ, người cái này già mà hồ đồ, hóa ra là bị người lừa mấy vạn năm. Cũng đúng, dù sao nàng giúp người đem tinh thần lực tu luyện đến cấp 93, ai sẽ hoài nghi một cái như vậy trợ giúp chính mình đại ân nhân. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngữ khí trầm lãnh mấy phần, còn không thay đổi trở về. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng cười khổ, trên thân từng đạo thủy tổ quy tắc trật tự lấp lóe, thủy tổ thần khí tiêu tán. Một lát sau, hóa thành một cái vóc người thướt tha nữ tử yêu mị, lại không nửa phần đế trần chắc tuyệt thoải mái khí chất. Bỏ đi ngụy trang, nàng nơi nào còn có thủy tổ tu vi cảnh giới. Hiển nhiên là cô nương, dùng thủ đoạn nào đó, đưa nàng khí thức cùng đạo pháp huyễn hóa đến có thể cùng vĩnh hằng chân tể so sánh độ cao, để thanh lộc thần vương cùng lão tử quỷ cũng khó phân thật giả. Trước đó, lão tử quỷ vẫn cho là, cái này giả nhược trần hóa thân thành sinh tử thiên tôn, ba vạn năm đến đều tỏa chấn thiên cung, cùng thần giới là trên mặt nổi thỏa hiệp, vụng trộm lại tranh đấu không ngừng. Ma âm trên thân áo bảo lộ ra cực kỳ rộng thùng thình, nghiêng nghiêng ngả ngả, vội vàng thở dài, chủ nhân. Ma âm tuyệt không phải cố ý mạo phạm, mà là ngay lúc đó vũ trụ thế cục hung hiểm, thiên hạ tu sĩ đều cho là ngươi đã vẫn lạc, các phe thiên tôn cấp cùng bán tổ lựa chọn ẩn tàng tỷ thế, thiên đình, địa ngục giới, kiếm giới đều là năm bè bảy mảng, bởi vậy để thần giới muốn làm gì thì làm. Vũ trụ nhu cầu cấp bách đứng lên một lá cờ, mới có thể một lần nữa ngưng tụ lòng người thử hỏi thiên hạ hôm nay ai có chủ nhân lá cờ này trở về tiếng chống canh múa lòng người trương nhược trần chậm rãi quay đầu ánh mắt băng lãnh một đạo có thể đập vụn cử thiên thập địa thủy tổ uy thế rơi xuống ép tới ma âm hai chân không cách nào trèo chống quỳ tới trên mặt đất từng vòng từng vòng kình khí tứ tán ra ngoài giờ khắc này ma âm rốt cuộc ý thức được trương nhược trần là làm thật vừa hướng kháng thủy tổ uy thế trèo chống sắp nằm sắp tới trên mặt đất nửa người trên một bên gian nan nói, mà âm tuyệt không có làm ra bất luận cái gì có lỗi với chủ nhân cùng có lỗi với kiếm giới sự tình. Người biết, người sai ở nơi nào, Trương Nhược Trần ngữ điệu rất bình thản, mà âm biết rõ ở trước mặt Trương Nhược Trần càng là đùa nghịch tâm cơ càng nguy hiểm, ngược lại chân thành một chút, mới có một chút hy vọng sống. Nàng nói, sai tại ta không nên lừa gạt chủ nhân. Kỳ thật, có lẽ là trước đó, cô nương liền tìm được ta. Ngắn ngủi ba vạn năm thời gian, phạm tâm coi như đạo pháp thông thiên, cũng không có khả năng trợ giúp ma âm tu luyện ra thái cổ tổ thân, thoát biến thành thôn vân ma đẳng. Tất nhiên là muốn tường thuật đến rất sớm trước đó mới được. Cô nương, kỳ phạm tâm chính là kỳ phạm tâm, người còn tại giấu giếm thân phận của nàng, cho là ta hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhược Trần nói, ma âm chăm chú cúi đầu, khổ tư đối sách, vội vàng nói, chủ nhân không hổ là cổ kim nhất phẩm, đại đạo đã thành, thế gian lại không bất luận cái gì hư ảo có thể lừa gạt ngươi. Bất quá, thế nào, muốn rảo biện một hai, đi, bản đế cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện. Nếu có thể nói ra một cái nguyên cớ, tha cho ngươi khỏi chết. Như tiếp tục lừa gạt, ngươi phải biết phản đồ hạ tràng Trương Nhược Trần nói, ma âm châm trước một lát, thấp giọng nói chủ nhân còn nhớ đến, bởi vì chiếu thần liên phấn hoa, có thể cho nô tỳ hấp thu chất dinh dưỡng tốc độ gia tăng gấp 10 lần. Là chủ nhân chính mình nói, để nô tỳ nhiều cùng cô nương. Cũng chính là bách hoa tiên tử nhiều thân cận, ta có nói qua lời này. Trương Nhược Trần tức giận cười. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái tiếu lý tàng đau người, một khi lộ ra dáng tươi cười, đây tuyệt đối là lửa giận đã tiêu tan hơn phân nửa. Ma âm vội vàng nói, nếu không có có chủ nhân mệnh lệnh, nô tỳ nào dám bái sư bách hoa tiên tử. Cho nên nhiều khi, là sư mệnh làm khó, mà lại, nô tỳ đến nay hành động, cũng đều là đang trợ giúp chủ nhân đối kháng thần giới đại địch. Lớn nhất sai lầm, cũng chỉ là giấu giếm sai lầm, đây tội không đáng chết ha tu thần thiên thần nhìn ra trương nhược trần không có muốn giết ma âm ý tứ vì vậy nói tội chết có thể miễn tội sống khó tha nói đi kỳ phạm tâm đến cùng là cái gì nội tình nàng đang mưu đồ cái gì ma âm nói cô nương bí mật há lại chúng ta có thể biết được tu thần người một cái làm nô tỳ, ta khuyên ngươi hay là chớ có dính vào chủ nhân cùng cô nương ở giữa sự tình giữa bọn hắn tự sẽ có chính bọn hắn giải quyết vấn đề phương thức Tu thần thiên thần thực sự không quen nhìn ma âm trên mặt khinh thị cùng trào phúng, càng không quen nhìn nàng hơn xa với mình tu vi cảnh giới. Thế là, hướng trương nhược trần tiến xàm ngôn, cái này kỳ phạm tâm hơn phân nửa cùng minh tổ phe phái thoát không khỏi liên quan, tất có mưu đồ lớn. Ma âm đã đầu phục nàng, đạt được lợi ích khổng lồ, tất nhiên sẽ khăng khăng một mực. Đưa nàng giữ ở bên người, hậu hoạn vô tận. Ma âm ánh mắt lạnh lẽo, tu thần, người cũng quá lòng dạ hẹp hòi, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chủ nhân, ngươi là hiểu rõ ta nhất, ta tuyệt không dám phản bội ngươi, coi như khăng khăng một mực, cũng là đối với ngươi khăng khăng một mực. Nhưng ta cảm thấy Diệu Ly lời nói, rất có đạo lý. Ngươi nếu thật không dám đeo phản tại ta, cũng sớm đã đem phạm tâm bí mật cáo chi tại ta, như thế nào đợi đến hôm nay. Nói cách khác, chỉ cần ta còn chưa phát hiện bí mật của các ngươi, ngươi liền sẽ một mực ẩn giấu đi. Trương Nhược Trần nói, lừa gạt thượng vị giả, từ xưa đến nay đều là tội chết ma âm sắc mặt tái nhợt không gì sánh được tu thần thiên thần thì lộ ra đắc ý thần sắc nhẹ nhàng mà nói chủ nhân cho tới bây giờ đều không thèm để ý phải chăng đã từng là địch nhân cũng không thèm để ý người phía dưới trong lời nói va chạm để ý là Người là có hay không thật cùng hắn một lòng phải chăng có thể nghĩa vô phản cố theo hắn đi chiến hết thảy địch ngươi ngay cả hai điểm này đều làm không được để chủ nhân làm sao tha thứ ngươi trương nhược trần nhìn chằm chằm tu thần thiên thần một chút từ khi ma âm tới về sau một thân phản cốt nàng, nói chuyện đúng là càng ngày càng dễ nghe, tranh nhau biểu hiện cái gì. Một cái khí linh, một cái ký sinh thực vật, cái này cũng muốn tranh cái cao thấp. Tu thần nói, người nhận sao? Trương Nhược Trần nói, ma âm nói, nhận. Bất quá, chỉ cần không phải đi đối phó cô nương, chủ nhân muốn chiến bất luận cái gì đại địch, nô tỳ cũng tất nhiên thể chết cũng đi theo, tuyệt không lui lại nửa bước. Ta tin, nhưng đã làm sai chuyện, liền phải nhận phạt, như vậy đi chờ trận chiến này kết thúc, chính mình tiến đồng hồ nhật quý hảo hảo tỉnh lại trương nhược trần nói sơ lên cao cao sau đó nhẹ nhàng buông xuống mà âm liền biết chủ nhân hay là đã từng người chủ nhân kia là thật lòng giả rộng lớn đáng giá nàng thể sống chết hiệu chung ngay cả thanh lộc thần vương cùng thương thiên dạng này ngày xưa đại địch đều có thể cho lại thế nào khả năng dung không được nàng thủy tổ uy thế tán đi mà âm nhưng như cú quỳ xuống đất không dậy nổi lễ bái nói đa tạ chủ nhân tín nhiệm mà âm thật biết sai rồi Người từng mượn dùng phạm tâm lực lượng, người cảm thấy tu vi của nàng ở vào cấp độ gì? Trương Nhược Trần hỏi, ma âm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói đơn thuần tu vi cảnh giới, cô nương hẳn là tại chủ nhân phía trên. Bởi vì, nàng có thể vẽ phác thảo chủ nhân giờ này ngày này thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ trật tự, để cho ta khí tức nhìn qua, tựa hồ không thua vĩnh hằng chân tể. Lúc này, mà điệp công chúa rốt cục mở miệng, chúng ta cũng chỉ là nửa cái đệ tử mà thôi, đế trần đại nhân hỏi chúng ta, là không chiếm được câu trả lời, người hẳn là tự mình đi gặp cô nương. Vì sao không phải nàng tới gặp ta? Trương Nhược Trần hỏi lại câu này về sau, tiếp theo lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn chăm chú về phía chỉ mặc áo giáp ma điệp công chúa, chúng ta thật nhiều năm không gặp đi, lần thứ nhất hay là tại chân lý thiên vực, đi thiên đô thánh thị vân chu bên trên. Ta nhớ được, lúc kia ngươi cùng một đám thiên hỏa ma điệp, ở trên thuyền líu díu nói không ngừng, vì cho ta chính danh, còn cùng long tộc tu sĩ ra tay đánh nhau. Lúc kia, Người mới lớn cỡ bàn tay đi, tính cách cùng một tiểu nữ hài một dạng. Bây giờ gặp lại, cùng năm đó hoàn toàn khác nhau, thật có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Mà điệp công chúa tính cách ngược lại là vẫn như cũ cởi mở, nói, khi đó xác thực còn nhỏ, đế trần cũng chính vào tuổi nhỏ. Kỳ thật về sau, chúng ta là thấy qua, chính là đế trần quy mô lớn mở ra đồng hồ nhật quỹ thời điểm. Chỉ tiếc, khi đó đế trần đã danh khắp thiên hạ, đứng tại vũ trụ tri đỉnh, Đương nhiên sẽ không chú ý tới một cái đến từ thiên nhị giới người cũ. Ma Điệp công chúa tu vi, sớm đã có thể làm Thiên Hỏa Ma Điệp bộ tộc nữ hoàng. Sở dĩ còn lấy công chúa tự xưng, chính là tại ẩn giấu thực lực tu vi. Đã ẩn tàng mấy chục vạn năm, Trương Nhược Trần nói, lấy Phạm Tâm tu vi tạo nghệ, ta coi như chú ý tới ngươi, khi đó cũng nhìn thấu không được ngươi chân thực cảnh giới. Cũng là ta sức quan sát không đủ, ngươi có thể được đến Phạm Tâm trọng điểm bồi dưỡng, tự thân tư chất tất nhiên thuộc về đỉnh tiêm cấp độ các ngươi chuyến này là vì nghĩ cách cứu viện thạch cơ. Phạm tâm hạ lệnh, ma điệp công chúa không dám giấu giếm, nói đúng. Xem ra, thạch cơ tại phạm tâm nơi đó phân lược, so thi yểm muốn nặng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói, ma điệp công chúa nói, thi yểm tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn quá mức âm tàn, không có điểm mấu chốt. Hắn trở thành thủy tổ về sau, đã có chút thoát ly khống chế, tỉ như. Đế Trần Đại Nhân chết tại lưu ly thần điện, chính là hắn khư khư cố chấp, vi phạm với cô nương ý chí cướp đoạt đế trần đại nhân cái kia mấy món còn sót lại bảo vật về sau, cũng không có hiện lên đưa cho cô nương, mà là một mình lưu giấu. Người như vậy, ai cũng không biết hắn lúc nào liền sẽ phệ chủ. Cho nên cô nương sẽ cứu thạch cơ nương nương, mà sẽ không cứu hắn. Thi hiểm có thể giết vũ lận sinh toàn tộc, cướp đoạt thân phận của hắn, còn thu làm đại đệ tử, có thể thấy được nó âm tàn. Rõ ràng chính là hắn cùng lượng tổ chức những này minh tổ phe phái tu sĩ, dẫn đến thánh tộc, bạch hoàng hậu, bạch khanh nhi bi kịch, nhưng lại thu bạch khanh nhi làm đệ tử đóng vai làm người hiền lành bộ dáng có thể thấy được nó dối trá bồi dưỡng diêm vô thần thì là vì mưu đồ lục đạo luân hồi kính có thể nói tam đại đệ tử đều là con cờ của hắn ngược lại là sát phạt quả quyết kình thương ngoài lạnh trong nhu đối với mình đệ tử càng thêm chân thành trương nhược trần nhìn xem mặt nước chiếu ảnh nói đáng tiếc trận chiến này sẽ xa so với nàng dự đoán càng hung hiểm thần giới vị kia trường sinh bất tử giả đối với nàng tồn tại đã có nhất định hoài nghi cho nên sẽ không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ nàng phụ tá đắc lực, từ đó buộc nàng hiện thân. Thạch cơ cùng thi hiểm hẳn phải chết không nghi ngờ, các người đi nghĩ cách cứu viện càng nhiều người, chết càng nhiều. chương 4210, chư thần vẫn lạc, trường sinh bất tử giả vào cuộc. Thanh lộc thần vương nghe nói như thế, lông mày vì đó vẩy một cái. Nào nghĩ tới, đạt được thế giới thụ gia trì hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn, bị bại nhanh như vậy. Đây không phải tin tức tốt gì, ba chi thần quân, là thần giới trí cường nội tình. Bất luận cái gì một chi hủy diệt, đều là thần giới không thể tiếp nhận thống khổ, chắc chắn dẫn phát thần giới thủy tổ ngập trời chi nộ. Mộ dung chúa tể tự nhiên nhìn thấy tinh hải chỗ sâu thảm liệt cảnh tượng, hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cường giả như mây, thần vương thần tôn nhiều vô số kể, lại bị phong đô đại đế giết đến đầu người cuồn cuộn, máu giống như vậy mực nhiễm hư không. Động thủ, một tên cũng không để lại, mộ dung chúa tể hướng thời không ảnh tử thần quân hạ lệnh, lập tức đánh ra bách điều triều thánh tổ phù, công hướng thạch cơ nương nương. Từng cái thiên địa thần điểu, phù văn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô tận sát ý cùng cuộn trào năng lượng, cùng vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự chàng đụng vào nhau. Mảnh kia đường kính mấy ngàn vạn giảm hắc ám trường vực bốc cháy lên, giống như thủy tổ dung luyện chúng sinh đồng lô. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn tan tác, thần giới thủy tổ phía dưới lực lượng, tuyệt đối không phải chỉ giao, diêm vô thần, phượng thải dực, phong đô đại đế đám người đối thủ thời không ảnh từ quân đội nếu không thể kịp thời chạy tới, Diêm La tộc thế giới thụ bên kia, muốn xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng chân tể cùng thần giới trường sinh bất tử giả tất nhiên đều muốn bị bách hạ tràng, thần giới thuận phong cục, sẽ biến thành nghịch phong cục. A, à, D, Phượng Gáy Loan Minh, Tước Ngâm Quyên Ngữ, vô số thần điểu xoay quanh cùng va chạm. Thạch cơ nương nương chống lên Vĩnh Hằng hắc ám trật tự tràng, không ngừng bị áp xúc. Cùng lúc đó, mộ dung chúa tể còn có dư lực, thi triển tinh thần lực đại thuật thiên cơ thần phạt hội tụ minh mông tinh hải thiên địa chi khí, ngưng hóa thành một mảnh màu đỏ tím thiên cơ thần vân. Xoạt, xoạt, hoa, thủy tổ thần phạt trùm sáng, một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Thanh Lộc thần vương ỷ vào bán tổ đỉnh phong tu vi, phóng thích tu la sát đạo quy tắc, hiển hóa ra tu la tinh trụ giới giới vực thần thông, chống đỡ được một đạo thủy tổ thần phạt cột sáng. Cao 10 triệu giảm tu la tinh trụ giới giới vực, ầm vang ở giữa sụp đổ, vẻn vẹn ngăn trở mấy hơi thở hóa thành thân người thanh lộc thần vương chỉ là dính vào một sợi trùng sáng bí lực cánh tay liền hạt nhỏ hóa nửa người trở nên cháy đen mộ dung chúa tể hung hãn thủy tổ khủng bố vượt qua hắn đoán trước không dám tiếp tục đón đỡ thần phạt trùng sáng lập tức thi triển thân pháp bí thuật xuyên thẳng qua tại trong thời không trốn tránh chữ giết thần âm từ vô số cái thời không truyền đến thời không ảnh từ thần quân bên trong trên trăm đạo thần võ ấn ký hội tụ đến cùng một chỗ hóa thành một vòng sáng tỏ đến cực điểm thần dương Thần dương bên trong, một kiện tương tự nguyệt nha thần khí bay ra, quỹ tích biến hóa khó lường, khi thì uốn lượn, khi thì biến mất. Nhị quân thiên cầm trong tay một thanh cùng khai thiên Việt rất giống chiến binh, bắt được món thần khí này, chém ra ra ngoài. ầm ầm hai khí tấn công, cơn bão năng lượng tiết ra, đem trong hư không, lúc trước thạch cơ nương nương triệu hoán mà đến mấy ngàn vạn môi sao chấn vỡ vô số. Thời không ảnh tử thần quân kiện thứ hai thần khí cùng kiện thứ ba thần khí theo nhau mà tới, đánh cho mệt mỏi ứng đối thủy tổ thần phạt trùm sáng thanh lộc thần vương cùng nhị quân thiên chật vật không chịu nổi. Tiếp tục như vậy đánh xuống, thanh lộc thần vương cùng nhị quân thiên vì tự vệ, chỉ có thể vứt bỏ thạch cơ nương nương bỏ chạy. Thạch cơ nương nương tự biết, không có khả năng tiếp tục bảo trì thủ thế, thế là, thôi động yêu ham, đánh về phía thủy tổ trật tự tràng bên ngoài bách điều chiều thánh tổ phù phù nhãn. Hai cỗ thủy tổ cấp lực lượng đụng nhau, hình thành gợn sóng năng lượng, đem thanh lộc thần vương, nhị quân thiên thời không ảnh từ thần quân chỗ không gian chuyển rời ra ngoài mấy tỷ dặm ngươi rốt cuộc chịu đi ra mộ dung chúa tể đại hỷ thần giới bại vong sắp đến ta hiện tại không ra chờ đến khi nào thạch cơ nương nương chân đạp một mảnh bát ngát vĩnh hằng hắc ám cương vực đỉnh đầu minh diệu sán lạn thời gian thần hải cầm trong tay thiên ma thạch đao có một loại đầu đội trời chân đạp đất phong độ việt thế muốn chết mộ dung chúa tể biết được tình thế đối với thần giới rất bất lợi bởi vậy không còn hướng lúc trước như vậy bảo thủ lấy phù y hộ thể, chân đạp tinh hà, hướng thạch cơ nương nương cận thân công sát đi qua. Thạch cơ nương nương cảm nhận được mộ dung chúa tể trên thân tiêu tán đi ra uy áp kinh khủng, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại xoay chuyển, hướng nàng, nhị quân thiên, thanh lộc thần vương đè xuống. Tranh thủ thời gian rút lui, thạch cơ nương nương vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm ra ngoài. Hướng chỗ nào rút lui, mộ dung chúa tể hai tay nâng lên, vân tụ tung bay, hét lớn một tiếng, tam giới thập phương, theo ta tâm ý trận lên, tam giới thập phương thủy tổ sát trận, vạn đức giảm tinh không làm trận cuộn, bao quát vũ trụ chân thực, ly hận thiên, thế giới hư vô tam giới, từ ngoài vào trong, trùng trùng điệp điệp hướng ba người nghiền ép mà tới. Tinh hải quay cuồng như sóng lớn, cùng thủy tổ trận pháp minh văn hỗn hợp lại cùng nhau, dễ như trở bàn tay, chấn thiên động địa. Đây là một tòa chân chính thủy tổ sát trận, lão thất phu này thực lực hung hãn, trận pháp cùng phù đạo tạo nghệ đều là cao minh tới cực điểm. Thanh lộc thần vương sắc mặt thay đổi liên tục, nhị quân thiên mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn bốn phía, nói thời không ảnh tử thần quân cũng tại trong sát trận, co vào chiến tuyến, hướng chúng ta trấn áp mà tới. Thanh lộc thần vương nhìn về phía thạch cơ nương nương, đem hy vọng ký thác đến trên người nàng. Thạch cơ nương nương đang muốn thi triển thần thông, lại nhảy cảm phát giác được nguy hiểm. Xoạt, mộ dung chúa tể không biết sử dụng thủ đoạn gì, vượt qua không gian, tan chảy nàng thủy tổ trật tự, đụng xuyên thời gian thần hải, cận thân đến trong trăm trượng. Người tinh thông thời gian chi đạo, lão phu cũng tinh thông phàm là thủy tổ sao lại bị trói tại thời gian lại vừa cất bước mộ dung chúa tể đã đến đạt thạch cơ nương nương trước người huy trưởng đập xuống xuống ai có thể nghĩ tới một vị tinh thần lực thủy tổ dám cận thân giao phong lấy nhục thân đối địch đây là cỡ nào không có đem thạch cơ nương nương cái này giả tổ để vào mắt thạch cơ nương nương vung đao chém ra thân đao nặng nề giống như đại giới lưỡi đao mang theo tầng tầng ma vân xé rách tam giới Mộ dung chúa tể hồn nhiên không sợ, dùng bàn tay nghênh kích lưỡi đao, đem thạch cơ nương nương toàn lực ứng phó bổ ra một đao hóa giải thành vô hình. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn tuôn ra ngàn vạn đạo hủy diệt thần thông, xuôi theo thiên ma thạch đao, rơi xuống thạch cơ nương nương trên thân. Trường tâm trận, thạch cơ nương nương lui lại một bước, một bước kéo ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Dưới chân vĩnh hằng hắc ám cương vực, dâng lên một tòa cao ngất sơn lĩnh, ngăn trở mộ dung chúa tể trường tâm trận tuôn ra hủy diệt thần thông chính là hắc ám chi uyên vô gian lính. Thạch cơ nương nương liếc qua, từ bốn phương tám hướng che đậy mà đến tam giới thập phương sát trận mi tâm màu đỏ thắm hình con bướm trạng hoa điền lấp lóe, thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí giống như tinh vân đồng dạng khuếch tán ra. Vô gian thế giới, cái này vô gian thế giới, không có không gian, cũng không có thời gian. Chính là lúc trước vây chết không ấn tuyết chỗ kia bí cảnh. Chống lên vô gian thế giới, rốt cục ngăn trở không ngừng đè ép bọn hắn không gian sinh tồn tam giới thập phương sát trận ầm ầm mộ dung chúa tể đánh vỡ vô gian lính từng bước một đạp nát vĩnh hằng hắc ám cương vực ánh mắt băng lãnh đạm mạc nói tiếp tục đánh bất quá chỉ là vùng vẫy giấy chết dù là không dẫn bạo hai đạo tổ phù các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ các ngươi chống nửa ngày sao thạch cơ nương nương đứng ở vô gian thế giới trung tâm trên thân hào quang vạn trường nói chống đến thần giới chi thứ hai thần quân bị đánh tan là đủ rồi theo ta thấy căn bản không cần nửa ngày thời gian ta nhìn ngươi là tự tin quá mức mộ dung chúa tể đem bách điều chiều thánh tổ phù đánh đi ra ngay sau đó thân hình lui nhanh lui qua một mảnh lại một vùng không gian một mực thối lui đến tam giới thập phương sát trận bên ngoài muốn dẫn bạo tổ phù tốc chiến tốc thắng diêm la tộc thế giới thụ không thể hoàn toàn giữ vững thụ bán tổ cấp chiến đấu ba động trùng kích mấy chục tòa diệp thế giới hủy diệt liền ngay cả thân cây cũng xuất hiện tổn thương toàn bộ tinh không đều bị máu tươi nhiễm đỏ không chỉ có chỉ là diêm la tộc thế giới thụ bên trên những cái kia chúng sinh chết thần linh cũng là vô số kể. Phong đô quỷ thành chỗ thế giới thụ, đơn giản vô cùng thê thảm, đã từng đến cỡ nào to lớn tráng lệ, bây giờ liền có bấy nhiêu A tàn phá. Tất cả diệp thế giới, cùng hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn hàng tinh tòa kỵ cùng một chỗ tàn lụi. Thế giới thụ trở nên trụi lùi, liền ngay cả phong đô quỷ thành đều chia năm xẻ bảy Các loại mảnh vỡ thế giới, thành trì phế tích, bồng bình tại mảnh này có hạn trong hư không. Chiến đấu tại tất cả phương vị bộc phát, Nộ thiên thần tôn khống chế bất động minh vương đại tôn 27 tầng thiên vũ thế giới cùng minh hà, cùng ẩn thi không ngừng va chạm, đem nó làm cho liên tục bại lui, căn bản là không có cách tới gần diêm la tộc thế giới thụ. Vấn thiên quân cùng thủy tổ giả dạ xoa vương đấu pháp, càng đánh càng xa. Hai người phóng thích mà ra bán tổ quy tắc, giống như chiều tịch sóng lớn đối xứng, những nơi đi qua, đại thế giới hủy diệt, tinh thần vỡ vụn, căn bản thu lại không được tay. Hung hiểm nhất là thái cổ sinh linh cùng vĩnh chú, thiên công đấu pháp, tử thương thảm liệt. Chân nhất lão tộc hoàng bị vĩnh chú đánh giết, tất cả thần cốt đều bị đoạt đi. Nguyên đạo lão tộc hoàng tại tự bạo thần nguyên bên trong vẫn lạc, trọng thương thiên công. Thiên công thì chết tại trì giao dưới kiếm, thủy tổ huyết dịch bị tích huyết kiếm hấp thu hầu như không còn, kiếm thể đỏ tươi ướt át. Trì giao đem thời không hỗn độn liên, trồng ở thiên công thi thể mi tâm. Hoa sen sợi dễ, xuyên qua thủy tổ thần hải, cắm dễ tại thần nguyên bên trên. Xoẹt xoẹt, thời không hỗn độn liên hấp thu thần nguyên ẩn chứa thủy tổ thần khí, tùy theo điên cuồng sinh trưởng, từng mảnh từng mảnh óng ánh sáng long lanh trong cánh hoa, phóng xuất ra hỗn độn thủy tổ thần khí. Chi giao cùng Táng Kim Bạch Hổ đứng trung tâm của thời không hỗn độn liên, khống chế thiên công khổng lồ thi thể, một bên hấp thu hỗn độn thủy tổ thần khí, một bên chạy về Diêm La tộc thế giới thụ. Bên kia chiến trường rất nguy cấp, Diêm Vô Thần nhục thân bị thi yểm sử dụng vu đỉnh cùng hồng đỉnh liên tiếp đánh nát hai lần. Nhưng tử chiến không lùi, ý chí chiến đấu giống như thần thiết giống như kiên định, vẫn như cũng đem thi yểm cản ở ngoài thế giới thụ. Hắc ám tôn chủ cố ý thả thi yểm tiến vào thế giới thụ, bởi vậy, cũng không toàn lực ứng phó, chỉ thỉnh thoảng đánh ra lôi thần truy. Chỉ giao hô hấp thổ nạp, hấp thu thời không hỗn độn liên chuyển hóa mà đến hỗn độn thủy tổ thần khí, lúc trước bị một vị bất diệt vô lượng đỉnh phong cảnh giới hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn thành viên tự bạo thần nguyên thương tích thương thế, đang nhanh chóng khôi phục hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cũng không biết có phải hay không bị vĩnh hằng chân tề tinh thần lực khống chế, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, chừng mười mấy vị tự bạo thần nguyên thành công. Chỉ giao cùng phong đồ đại đế đều bị trọng thương, phong đồ đại đế xa so với chỉ giao bị thương có nặng, liền ngay cả bán tổ quỷ thể, đều bị tự bạo thần nguyên hủy diệt năng lượng đánh nát thành vụ thái. Không có thời gian ngàn năm tĩnh dưỡng, mưa tưởng khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong. Điểm ấy thương thế, đối với bán tổ đỉnh phong tồn tại tới nói, đương nhiên không tính là gì. Nhưng đối với trùng kích thủy tổ ảnh hưởng liền tương đương to lớn. Chỉ giao vì phong đồ đại đế cảm thấy tiếc hận, nàng, phong đồ đại đế, diêm vô thần những này có cơ hội trùng kích thủy tổ tu sĩ, trước mắt có hai đạo cửa ải lớn. Cửa thứ nhất là tiểu lượng kiếp, cái này tiểu lượng kiếp cũng có thể gọi cùng thần giới quyết chiến, cùng trường sinh bất tử giả ngươi chết ta sống. Cửa này lửa xém lông mày, đang ở trước mắt, trước khi quyết chiến, phá cảnh thủy tổ mới có ý nghĩa, mới có thể ở trên chiến trường đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, trở thành kế trương nhược trần cùng thiên mỗ đằng sau thứ ba cự đầu. Trái lại, càng có cơ hội trùng kích thủy tổ tu sĩ, chết ở trên chiến trường xác suất càng lớn. Cửa thứ hai là đại lượng kiếp, đại lượng kiếp vài vạn năm sau sẽ tới, chỉ có trở thành thủy tổ, cơ hội sống sót mới lớn hơn. Coi như gắng ngượng qua cửa thứ nhất, muốn tại vài vạn năm bên trong, lần thứ hai trùng kích thủy tổ độ khó nào chỉ là tăng gấp bội. Vĩnh Hằng chân tể lại vẫn không xuất thủ, hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Táng Kim Bạch Hổ rất là hiếu kỳ, chỉ giao nói, hắn đang đợi Diêm Vô Thần triệt để bị đánh tan chờ thi hiểm xâm nhập thế giới thụ. Chỉ có dạng này, hắn mới có 10 phần lý do tiến vào thế giới thụ đối phó thi hiểm, đồng thời hủy diệt Diêm La tộc. Bất quá, bất quá cái gì? Táng Kim Bạch Hổ hỏi, chỉ giao ánh mắt do dự, Vĩnh Hằng chân tể dạng này đa mưu túc trí tồn tại, hắn mục đích thật sự có dễ dàng như vậy bị người đoán được có lẽ hắn muốn nhân cơ hội, đưa người cùng Diêm vô thần cũng diệt trừ. Đương nhiên, cũng bao quát phản tự thanh long cùng ta. Táng kim bạch hổ như vậy suy đoán, sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ giao châm trước một lát, hướng nơi xa trong tinh không 12 đạo vận mệnh chi môn nhìn thoáng qua, nói cũng là không cần lo ngại, đế trần nhất định tại một nơi nào đó nhìn chằm chằm, sẽ giúp chúng ta giải quyết tai họa ngầm. Vô luận vĩnh hằng chân tể đang mưu đồ cái gì, đợi cái thứ hai thế giới thụ bị công phá, hắn nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ bộc lộ ra mục đích tới. Cũng là, chúng ta cân nhắc vĩnh hằng chân tể loại cấp độ kia nhân vật làm gì. Đó là đế trần đối thủ, là đế trần nên suy tính sự tình. Táng Kim Bạch Hổ nói, ẩn thi rời đi vận mệnh thần vực về sau, thần phù quân chiến lực liền trượt một mảng lớn. May mắn phù soái nghe khuyên, không có dẫn đầu thần phù quân xông ra thế giới thụ, nếu không, đã sớm bị vận mệnh thập nhị tướng thần trận bên trong địa ngục giới chư thần đánh tan. Phượng Thiên đứng ở tử vong chi môn, chủ trì trận pháp. Còn lại 11 cửa người canh giữ, theo thứ tự là mệnh cốt, bất tử chiến thần, huyết tuyệt tộc trưởng, băng hoàng, tuyệt diệu thiền nữ, cung huyền táng, thất đại nhân, huyết đồ, nghề tuyên bắc sư, vô ngã đăng, thạch thiên. Tu vi yếu nhất cũng là bất diệt vô lượng, trừ cái đó ra còn có số lớn thần vương thần tôn cùng đại thần. Dù là tới là thủy tổ, cũng có thể đứng vững. Bất tử chiến thần có chỗ thấy rõ, nói thần phù quân chiến lực, tựa hồ lại trở nên yếu đi một chút. Cái này rất bình thường, thần phù quân quân sĩ số lượng tuy nhiều, nhưng bình quân tu vi lại không kịp hằng cổ kỵ sĩ quân đoàn, chỗ nào có thể trèo chống thời gian dài thủy tổ cấp quyết đấu. Đánh lâu như vậy, bằng vào ta suy tính, đại bộ phận thần phù quân thần khí đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cung huyền táng nói, huyết tuyệt tộc trưởng đã sớm không muốn đợi tại trong trận pháp, không có chút nào sảng khoái, rất muốn như phong đô đại đế đồng dạng đại sát tứ phương, nói phượng thải dực, còn tại che giấu cái gì. Toàn lực ứng phó đi, phá tan thế giới thụ, đoạt lại vận mệnh thần vực. Hắn nhưng là biết, trước khi đi trương nhược trần cho phượng thiên thứ gì, tuyệt đối cất giấu đại sát khí. Vận dụng yêu tổ lĩnh, lấy yêu tổ lực lượng ép tới. Ta không tin, chúng ta địa ngục giới chưa thiên hợp lực, còn phá hủy không được một gốc thế giới thụ. Mệnh cốt càng thêm cuồng bạo, muốn đem thế giới thụ san bằng. Một đám mãng phu, các người đây là giết địch một nghìn tự tổn tám trăm. Bất tử chiến thần thực sự nhìn không được, lập tức gián ngôn muốn đánh đổ thần phù quân không phải việc khó gì mấu chốt ở chỗ công phá thế giới thụ bên trên ngàn vạn tòa thời cổ trận pháp phượng thiên ngươi là vận mệnh thần điện điện chủ cây này thế giới thụ phòng ngự nhược điểm ngươi rõ ràng nhất ngươi nói đánh chỗ nào đích thật là đến lúc đó tử vong chi môn bên trong truyền ra phượng thiên thăm thẳm thanh âm vận mệnh thập nhị tướng thần trận bên trong vô số ánh mắt trông đi qua chỉ gặp phượng thiên tuyệt mỹ thân hình hình dáng trên tử vong chi môn hiển hiện ra một nửa bóng ma, một nửa rực sáng. Là thiên đỉnh, quá tốt rồi, nguyên lai đế trần sớm có đoán trước, đem vận mệnh chi đỉnh giao cho phượng thiên, thần phù quân há có bất bại lý lẽ. Địa ngục giới chư thần đại hỷ, đều là minh bạch phượng thiên ý muốn như thế nào. Cần biết, cửu đỉnh huyền diệu khó lường, trận pháp cũng vô pháp ngăn cách nó đối với thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi khí điều động. Trước đây tại thiên đường giới, thì hiểm chính là sử dụng vu đỉnh, hồng đỉnh, trụ đỉnh, vượt qua vạn giới đại trận cùng hộ giới đại trận, điều động thiên đường giới nội bộ vu đạo quy tắc, chân lý quy tắc, thời gian quy tắc, cùng thiên địa chi khí, ngưng tụ thành ba loại thần thông đại pháp, suýt nữa từ nội bộ đem thiên đường giới diệt giới. Vận mệnh thần vực chỗ thế giới thụ, nhiều nhất chính là vận mệnh quy tắc. Không chỉ có giữa thiên địa vận mệnh quy tắc, càng có vận mệnh thần điện lịch đại thần linh lưu lại vận mệnh quy tắc thần văn. Phượng Thiên dù sao không phải thủy tổ, đối với cửu đỉnh vận dụng, kém xa thi hiểm Đổi lại ẩn thi còn tại vận mệnh thiên vực trấn thủ, Nàng tự nhiên là không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng bây giờ ẩn thi rời đi, Thần phù quân hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, có thể nói tuyệt hảo thời cơ. Không diệt pháp nhất, Phượng Thiên diễn hóa đại đạo, để 12 đạo vận mệnh chi môn hội tụ, trùng điệp cùng một chỗ. Vận mệnh thập nhị tướng hợp nhất, nàng đứng tại cái này duy nhất một đạo vận mệnh chi môn trung tâm, điều động mệnh tổ thần nguyên bên trong thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, đánh vào thiên đỉnh. Vận mệnh chi môn bên trong địa ngục giới lực lượng của chư thần, tất cả đều đi theo tràn vào thiên đình. Trong chốc lát, đối diện trong tinh không thế giới thụ bên trong, tất cả vận mệnh quy tắc trở nên sinh động, tiếp theo như là bách xuyên hối lưu đồng dạng tuôn hướng đỉnh cao nhất vận mệnh thần vực. Không tốt, là thiên đình, cho ta trấn áp lại những này vận mệnh quy tắc. Phù soái dẫn đầu ý thức được không ổn, lập tức chỉ huy đầu kia dài đến mấy ức giảm hắc long phù thú, liều lĩnh công kích về phía phượng thiên. Thần phù quân căn bản không chấn áp được xôi trào vận mệnh quy tắc những này vận mệnh quy tắc, tại vận mệnh thần vực trên không, ngưng tụ thành vận mệnh thiên thư quyển thứ bảy. Phía trên mỗi một cái văn tự, đều là vận mệnh thần điện trong lịch sử một vị thần linh lưu lại quy tắc thần văn ngưng tụ mà thành, đại biểu cho một loại thần đạo. Oanh, quyển này thiên thư rơi xuống, đem bán tổ cảnh giới phủ xoái, một kích đập nát thành bùn máu. Đầu kia mấy ức giảm dáng dấp hắc long phù thú, mất đi khống chế, giống con ruồi không đầu đồng dạng tại trong hư không gầm thét cùng đi loạn. Phượng thiên tay áo dài vung lên, quyển sáu vận mệnh thiên thư bay ra ngoài rơi xuống hắc long phù thú trên người sáu nơi trọng yếu bộ vị muốn mượn lực lượng vận mệnh đem nó thu phục phù soái bị đánh phế đi giết giết hết thần phù quân huyết việt tộc trưởng cái thứ nhất xông ra vận mệnh chi môn bay về phía vận mệnh thần vực từng tôn địa ngục giới thần linh theo sát mà lên cẩn thận một chút đề phòng bọn hắn tự bạo thần nguyên thật muốn lên thời điểm mệnh cốt lại sợ xuống dưới xa xa treo ở phía sau cùng sợ cái gì nơi đó là vận mệnh thần điện địa bàn, bản cung chủ có thể điều động vận mệnh quy tắc áp chế bọn hắn tự bạo thần nguyên tinh thần ý chí. Huyết đồ rất ngông cuồng, cũng rất kích động, cảm thấy đây là trời ban đại cơ duyên, có thể hút vào rất nhiều đỉnh tiêm thần linh huyết dịch. Có người kích động, tự nhiên cũng có người lo lắng. Băng Hoàng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thạch Thiên, Cung Huyền Táng bọn người, cùng một chỗ leo lên yêu tổ lĩnh, cùng Phượng Thiên tụ hợp. Bọn hắn ánh mắt, khi thì nhìn về phía vận mệnh thần vực chỗ thế giới thụ, khi thì nhìn về phía diêm la tộc chỗ thế giới thụ vô cùng e rè giống như đang đợi cái gì bành ngồi tại bờ tam đồ hà thả câu trương nhược trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được cả người giống như một đầu sắp đi săn thần báo không gian cũng vì đó ngưng kết sau lưng ma âm khẩn trương lên nói cây thứ hai thế giới thụ thế mà liền như vậy bị công phá vĩnh hằng chân để khẳng định phải xuất thủ trương nhược trần ánh mắt chờ từ mặt nước rời đi nhìn về phía ly hận thiên đỉnh cao nhất vĩnh hằng thiên quốc thất thập nhị tầng tháp lay động một cái, lập tức, toàn bộ vũ trụ đều đi theo rất nhỏ lắc lư. Đợi ma âm, tu thần thiên thần, ma điệp công chúa, lão tử quỷ, liễm hy nhìn về phía vĩnh hằng thiên quốc thời điểm, lại phát hiện thất thập nhị tầng tháp đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, cả người giống như thiên địa núi non, khí thế hùng vĩ mà bá đạo, lẩm bẩm người rốt cục mắc câu rồi. Ở đây mấy người khác, bị trên người hắn tự nhiên mà vậy toát ra tới khủng bố khí tràng, ép tới quỷ một chân trên đất ầm ầm thất thập nhị tầng tháp đè sập tầng tầng không gian xuất hiện đến mộ dung chúa tể cùng thạch cơ nương nương quyết đấu chiến trường kia vẻn vẹn một kích nhị quân thiên liền hóa thành một đám huyết vụ bán tổ thần hồn bị ép thành mảnh vỡ thanh lộc thần vương dọa đến toàn thân sù lông thiêu đốt thọ nguyên cùng huyết dịch cướp đường liền chạy ầm ầm thất thập nhị tầng tháp xoay chuyển nhấp nhô trong vũ trụ hết thảy quy tắc đều bị nghiền nát thanh lộc thần vương gặp căn bản trốn không thoát trong miệng gào thét một tiếng điều động lực lượng toàn thân, đánh ra A Tu La Thủy Tổ ấn ký. Thất thập nhị tầng tháp tại trước mắt hắn, càng ngày càng to lớn. Còn chưa tới nơi, thất thập nhị tầng tháp tiêu tán đi ra lực lượng khí tức, liền chấn vỡ thanh lộc thần vương tinh thần ý chí, trong tay chống lên A Tu La Thủy Tổ ấn ký trở nên ảm đạm vô quang. Thất thập nhị tầng tháp ép tới, thời không vỡ vụn, chỉ còn lại từng sợi huyết vụ. Thanh lộc thần vương liền ngay cả thần nguyên cùng thần cốt, cũng hóa thành bột mịn cùng hạt. Thất thập nhị tầng tháp 72 đạo cửa tháp, nhanh chóng hấp thu nhị quân thiên cùng thanh lộc thần vương sau khi chết lưu lại huyết khí, bán tổ vật chất, thối nghĩa, hồn linh mảnh vỡ. Thạch cơ nương nương cách xa nhau mấy tỷ dặm, đều có thể cảm nhận được thất thập nhị tầng tháp uy áp kinh khủng, sắc mặt đã là tái nhợt đến cực hạn. Giết bán tổ đỉnh phong, như đồ heo chó, căn bản không cần kích thứ hai, nhìn xem thất thập nhị tầng tháp hướng mình chỗ phương hướng bay tới, thạch cơ nương nương sợ hãi trong lòng, đơn giản liền muốn che kín toàn bộ đạo tâm đây là tinh thần ý chí muốn bị đè sập dấu hiệu. Thạch cơ, lúc trước đều khuyên người chưa có làm dẫy dụa vô vị, hiện tại hết thải trễ. Thất thập nhị tầng tháp dưới, thủy tổ cũng muốn diệt sát. Mộ dung chúa tể gặp thất thập nhị tầng tháp xuất hiện, liền biết diêm la tộc chiến trường khẳng định phát sinh trọng đại biến cố, dự định dẫn đầu thời không ảnh tử thần quân bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Về phần thạch cơ nương nương, đã là một người chết, nhìn đều chẳng muốn quay đầu nhìn một chút. Thạch cơ nương nương lấy thủy tổ thần hồn, Cùng thất thập nhị tầng tháp bạo phát đi ra tinh thần ý chí sức mạnh công kích đối kháng thời khắc, bên tai chợt vang lên du dương tiếng địch, trên thân áp lực nhẹ đi. Cô nương đến rồi, Thạch Cơ nương nương hướng trong tinh không nhìn lại. Trong tiếng địch, thời không ảnh tử thần quân quân sĩ, từ từng cái khác biệt thời gian cùng trong không gian rơi xuống, từng cái đều là không có sinh mệnh ba động. Tiếng địch không biết là từ chỗ nào truyền đến, giống như đến từ cổ lão thái sơ, lại như đại lượng kiếp dưới tận thế dư âm. Vốn là du dương êm tai, nhưng lại để mộ dung chúa tể màng nhĩ chống rền, đau đầu muốn nứt, thần tâm như là vạn tiễn đâm xuyên, vô luận như thế nào ngăn cản đều không thể thoát khỏi. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn mảnh kia bị tiếng địch thổi ra tầng tầng nếp nhăn không gian, lẩm bẩm quả nhiên chỉ có chờ các ngươi tổn thất nặng nề thời điểm, mới có thể buộc các ngươi xuất thủ, mới có thể dẫn các ngươi vào cuộc. Trương Nhược Trần không muốn làm trường sinh bất tử giả quân cờ, không muốn bị lợi dụng, cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối định lực, bước trường sinh bất tử giả trước một bước quyết đấu. Còn tốt Diêm vô thần, chỉ giao, phượng thiên, phong đồ đại đế bọn hắn đầy đủ cứng chắc, gánh vác thần giới áp lực, ngược lại đem thần giới giết đến tan tác. Nếu bọn họ trước bại, diêm la tộc thế giới thủ bị công phá, trương nhược trần cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ, bị ép làm trường sinh bất tử giả trong tay chi đao. Giờ phút này, thất thập nhị tầng tháp hướng về, chính là hắn. Đương nhiên, nếu như khả năng chưa chết minh tổ càng để ý là thi hiểm tại thần giới bức bách dưới, để thi hiểm đánh vào diêm la tộc thế giới thụ, Trương Nhược Trần tất nhiên xuất thủ. Đến lúc đó, chính là thần giới được lợi, ngồi xem Trương Nhược Trần cùng minh tổ đấu pháp. Trận này ba bên chiến đấu, ai xuất thủ trước, ai trước hết thua một nửa. Trương 4211, luyện hóa ly hận thiên, hóa thân thành lượng kiếp. Lại có thiên đạo địch âm, hoàn toàn không nhìn thế gian quy tắc, thanh âm đừng nói vượt qua vận tốc âm thanh, căn bản chính là vượt qua tốc độ ánh sáng, không nhận không gian cùng thời gian trói buộc, trong khoảnh khắc truyền khắp tinh hải mỗi một hẻo lánh. Như vậy thần khí, đạo pháp như thế, chấn kinh giữa thiên địa tất cả đỉnh tiêm tu sĩ. Vạn giới quần tinh phía trên vô tận sinh linh, lâm vào thê thê lương sợ. Yêu tổ lĩnh bên trong, băng hoàng cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt, nhìn về phía sâu trong vũ trụ cơn bão năng lượng, cảm thấy ngạt thở, một cỗ tuyệt vọng tâm tình tiêu cực thản nhiên sinh sôi đi ra, thấp giọng nói cái này. Đây là trường sinh bất tử giả đang quyết đấu sao, tu vi đã tới hắn cấp độ dạng này, đạo tâm sao mà kiên định, cảm xúc tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện lớn như vậy ba động. Mà lại là mặt trái, là trong sự sợ hãi mang theo tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, đây là thất thập nhị tầng tháp lực lượng một bộ phận, là công kích tu sĩ tâm cảnh, công kích tu sĩ tinh thần ý chí. Cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn ước giảm còn như vậy. Có thể nghĩ, ở vào trung tâm phong bạo tu sĩ, tâm cảnh là bực nào sụp đổ. Không hề nghi ngờ, đây là trường sinh bất tử giả thủ bút. Trường sinh bất tử giả sợ nhất, là thủy tổ tự bạo thần nguyên, cùng đồng quy vô tận. Cho nên, luyện chế thất thập nhị tầng tháp thời điểm, giao phó nó công kích tu sĩ tinh thần ý chí đặc thù uy năng, lấy áp chế thủy tổ lúc sắp chết phản công. Nhị quân thiên cùng thanh lộc thần vương khí tức, tại thất thập nhị tầng tháp chỗ phương vị biến mất, tựa như từ giữa thiên địa xóa đi đồng dạng. Không có cái gì lưu lại, đây chính là bán tổ đỉnh phong, cung huyền táng cũng coi là bộ tộc trí cường, xưng bá địa ngục giới trăm vạn năm, nhưng nói ra lời này lúc, bờ môi lại tại phát run. Bán tổ đỉnh phong khoảng cách thủy tổ, cũng liền chỉ thiếu chút nữa, thậm chí có thể cùng thủy tổ chống lại mấy chiêu. Thủy tổ muốn giết bọn hắn, cũng cần tốn hao không ít thời gian mới có thể triệt để ma diệt. Nhưng thất thập nhị tầng tháp dưới, một kích liền hôi phi yên diệt. Ai không e ngại, tu vi càng cao, càng là hiểu rõ, thì càng e ngại. Tuyệt diệu thiền nữ chắp tay trước ngực, đầy giấy sầu lo, có lẽ chính là như vậy lực lược, tại thời kỳ viễn cổ, mới có thể làm cho kiếm tổ như thế thủy tổ vứt xuống đảm phách, lựa chọn bỏ chạy thủy tổ có thể trốn chúng ta có thể trốn sao làm sao trốn thạch thiên liên tục cười khổ lại nói đối đầu thủy tổ còn có thể liều chết một trận chiến nhưng đối đầu với thất thập nhị tầng tháp cùng tiếng địch này chủ nhân chư vị các ngươi cảm thấy cùng thiêu thân lao đầu vào lửa khác nhau ở chỗ nào đứng tại mấy người phía trước phượng thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt khẽ biến không tốt ngay cả thất thập nhị tầng tháp cùng trường sinh bất tử giả đều xuất thủ vĩnh hằng chân tể há có không xuất thủ đạo lý Phượng Thiên đối mặt vận mệnh thần vực cùng phong đô quỷ thành chỗ hai khỏa thế giới thụ, ngưng tụ thần âm, hạ lệnh, tất cả tu sĩ, lập tức rút lui thế giới thụ. Trễ, Thạch Thiên một đôi nhiều nếp nhăn con mắt, nhìn qua hai khỏa thế giới thụ phía trên, thăm thẳm phun ra như thế hai chữ. Chỉ gặp, từng sợi ngũ thải ban lan tinh vụ, chưa bao giờ biết lĩnh vực rủ xuống tới. Giống hai tòa rộng lớn thác nước đồng dạng, chút xuống hướng hai khỏa thế giới thụ. Chút xuống tốc độ cực nhanh, đạt tới tốc độ ánh sáng mấy chục lần là vĩnh hằng chân tể tinh thần lực khí tức, mỗi một sợi tinh vụ đều là cấp 96 tinh thần lực thủy tổ một đạo tinh thần lực suy nghĩ, ẩn chứa nhất tinh thâm đạo pháp, phá thế gian hết thảy phòng ngự. Ai cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng có một chút là minh xác, những cái kia tinh thần lực tinh xương mù tuyệt đối dính không được. Không rút lui kịp thế giới thuộc tu sĩ, khẳng định một con đường chết. Đứng sau lưng Phượng Thiên Thần Linh, âm thầm may mắn chính mình dự phán, đối với thần giới từ đầu tới cuối duy chỉ có lòng kính sợ, cho nên không có giống huyết tuyệt cùng mệnh cốt bọn hắn một dạng lâm vào tử cảnh. Xoạt, tại tất cả tu sĩ trong ánh mắt kinh dị, Phượng Thiên triển khai cánh chim Phượng Hoàng, cưỡi gió bay đi, bay về phía vận mệnh thần vực chỗ thế giới thụ, thần âm vang vọng tinh không, nhò tổ, người thế nhưng là đáp ứng đế trần, thủy tổ không được nhúng tay thủy tổ phía dưới tranh đấu. Phượng Thiên trong lòng có không biết sợ, thủy tổ cũng không dọa được nàng. Càng quan trọng hơn là, địa ngục giới có quá nhiều đỉnh tiêm thần linh, không kịp rút khỏi thế giới thụ, Nàng nếu không quản, những thần linh này, tất cả đều phải chết. Làm bán tổ đỉnh phong, làm vận mệnh thần điện điện chủ, nàng nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Tại thất thập nhị tầng tháp rời đi vĩnh hằng thiên quốc về sau, thi hiểm liền triệt để điên cuồng. Bởi vì, đợi thất thập nhị tầng tháp đánh chết nhị quân thiên, thanh lộc thần vương, thạch cơ nương nương, chính là tử kỳ của hắn. Có thể hay không sống, ngay tại cuối cùng liều mạng. Không phá, hẳn phải chết, phá cảnh thủy chung như nhất thì sinh phạm hỏa vì ta dùng, đốt hết lượng yểm, hắc ám tôn chủ, diêm vô thần, chỉ giao. Hôm nay các người không lùi, tất phải giết, thi yểm tóc tai bù xù, tương tự ác quỷ, từ nghi tâm chữ hiểm bắt đầu, thủy tổ nhục thân từ trong ra ngoài bốc cháy lên. Là phạm hỏa, mà phạm hỏa nguồn gốc từ Ma Châu, năm đó trương nhược trần nghịch chuyển đạo Pháp mà vong, Ma Châu liền bị thi yểm phải đi, luyện vào thủy tổ thần hải. Giờ phút này, hắn lợi dụng Mani Châu ẩn chứa phạm hỏa, thiêu đốt thể nội lượng yểm vật chất, tu vi khí thức liên tục tăng lên mỗi đi qua trong nháy mắt đều giống như gia tăng vạn năm tu vi người đem lượng yểm lưu lại vật chất đốt hết cũng vô dụng hôm nay chính là tử kỳ của ngươi hắc ám tôn chủ ngữ khí không thèm để ý chút nào nhưng hành động rất tấn mãnh lập tức vượt qua không gian công sát đi qua lôi thần chùy đánh về phía thi yểm đầu lâu muốn đánh nát nó thủy tổ thần hải nói đùa thi yểm khí thức tăng trưởng quá nhanh để hắn một mực như vậy tăng trưởng xuống dưới ai biết hắn sẽ ở trong thời gian ngắn đem chiến lược tăng lên tới cái tình trạng gì. Địa tạng vương đang thiêu đốt tự thân liều chết trạng thái dưới, là có thể đem thủy tổ sinh mệnh áp xúc đến nửa ngày bên trong, đem minh tổ đều ngăn trở. Hắc ám tôn chủ mặc dù không sợ thi yểm, nhưng đối với trong truyền thuyết lượng yểm, lại là khá kiêng kỵ. Nhìn thấy vung trùy mà đến hắc ám tôn chủ, thi yểm gần như điên dại, nghiêm nghị gào thét người đang tìm cái chết. Kinh khủng hủy diệt năng lượng, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, nguy tâm chữ hiểm hòa tan, diễn biến thành một cái hiểm tình. Thi hiểm tay cầm vô đỉnh chân vạc đánh ra, đối cứng lôi thần trùy. Lôi thần trùy còn chưa rơi xuống đất vô đỉnh bên trên, hắc ám tôn chủ liền đã phát giác được không ổn, đập vào mặt cuộn trào năng lượng, như toàn bộ thời đại hoang cổ đang hướng về mình đè xuống. Oanh, kim thạch pha chạm, âm vang niếc tai, lôi thần trùy kiện này đã tương đương lợi hại thần khí chiến binh, lại đùng một tiếng, xuất hiện rất nhiều vết rách. Vô cùng vô tận vu đạo quy tắc, rơi xuống hắc ám tôn chủ trên thân. Hắc ám tôn chủ nhân vật bậc nào, tự nhiên không sợ, một tay đánh ra, lòng bàn tay diễn hóa vạn tượng vô hình ấn, đem vu đạo quy tắc hóa giải. Oanh, ầm ầm, một đạo lại một đạo có thể so với nguyên hội kiếp kiếp lôi, từ thi yểm mi tâm yểm tình bên trong bay ra, liên tục không ngừng đánh về phía vạn tượng vô hình ấn. Yểm tình nhiễm nhiên hóa thành vũ trụ kiếp nhãn, càng đáng sợ chính là, chung quanh cực kỳ rộng lớn thiên địa bị lượng yểm chi lực ảnh hưởng, trong tinh hải khắp nơi đều xuất hiện kiếp phân. Có xích hồng thiêu đốt, có lôi điện sen lẫn, có xanh đậm rực sáng. Hắc ám tôn chủ thấy tình thế không ổn, lập tức trốn xa. Thiêu đốt lượng yểm vật chất thi yểm, chiến lực cất cao đến tiếp cận thủy chung như nhất cấp độ. Hơn nữa còn tại tăng trưởng, thần giới vị kia trường sinh bất tử giả cùng nhan đình khâu đều không xuất thủ, để hắn ở chỗ này, cùng một cái liều chết trạng thái dưới thủy tổ đấu pháp. Ai bước lên, ai ngu xuẩn, mà lại hắn cảm thấy, thiểm hiểm trạng thái thật ngông cuồng đỉnh, lúc nào cũng có thể tự bạo thủy tổ thần nguyên cùng hắn đồng quy vô tận. Giao cho Diêm vô thần cùng chỉ giao, để bọn hắn đi tiếp nhận thi hiểm lúc sắp chết chém giết đi. Tám kim bạch hổ cùng chỉ giao, chấn thủ tại Diêm la thiên ngoại thiên. Tám kim bạch hổ đứng tại thiên tôn điện đỉnh, nhìn xem đỉnh đầu trong tinh không không ngừng ngưng tụ ra kiếp phân, cảm thụ trong kiếp phân thả ra hủy diệt năng lượng, nói đạo này có thể so với lần thứ sáu nguyên hội kiếp kiếp lôi. Bên kia đạo kia lợi hại hơn, đạt tới lần thứ bảy nguyên hội kiếp lực lượng hủy diệt, đến cùng tình huống như thế nào, những này kiếp lôi làm sao càng ngày càng mạnh. Thi yểm đến cùng lai lịch gì, hắn có thể điều khiển nguyên hội kiếp. Hắn, hẳn là chính là thiên địa hóa thân, nói ra lời này, tán kim bạch hổ đem chính mình cũng giật nảy mình. Tu sĩ nguyên hội kiếp, mỗi 129, 600 năm một lần. Một lần so một lần mạnh, lần thứ bảy nguyên hội kiếp, rất nhiều thần vương thần tôn đều gánh không được. Chỉ giao lấy chỉ làm kiếm, đánh ra từng đạo chỉ kinh, ngăn cản hướng về Diêm La tộc thế giới thụ kiếp lôi, đối với Táng Kim Bạch Hổ nghi hoặc cùng suy đoán là một chút hứng thú đều không có. Đối phương thế nhưng là thủy tổ, thủy tổ bản thân liền là siêu việt với nhận biết phía trên tồn tại. Điều khiển nguyên hội kiếp cũng là có khả năng sự tình. Diêm Vô Thần lập thân ở ngoài thế giới thụ trong hư không, trực diện đối diện trong tinh hải thi yểm, trả lời Táng Kim Bạch Hổ nói, thi yểm chính là lượng yểm chi thi. Mà lượng yểm chính là lần trước đại lượng kiếp tàn thừa kiếp hỏa đản sinh ra linh trí. Nói cách khác, lượng yểm thi thể, trải qua đại lượng kiếp kiếp hỏa rèn luyện, ẩn chứa đại lượng kiếp hủy diệt đạo ẩn. Thi yểm hiện tại là bị buộc đến cùng đồ mặt lộ, lấy phạm hỏa, đốt lên thể nội lượng yểm vật chất chẳng khác gì là kích hoạt lên đại lượng kiếp hủy diệt đạo ẩn. Tại lượng yểm vật chất thiêu đốt hầu như không còn trước đó, hắn tự nhiên có được điều khiển trong vũ trụ hết thảy kiếp lôi năng lực chẳng khác gì là thiên kiếp hóa thân, hủy diệt chi chủ. Nếu không các người coi là, vì sao hắc ám tôn chủ loại cấp bậc kia tồn tại sẽ rút đi thời khắc này thi yểm đã trở thành trong vũ trụ nhân vật nguy hiểm nhất trường sinh bất tử giả sợ là đều muốn tránh lui một hai đem một vị thủy tổ bước đến tuyệt cảnh cũng không phải đùa giỡn không nhìn thấy vĩnh hằng chân tể đều một mực dấu ở phía sau màn không có tự mình hạ trận may mắn lượng yểm thời điểm chết thể nội đại lượng kiếp kiếp hỏa đã tản vào ly hận thiên thi yểm đành phải một bộ thi xác diêm vô thần mới nói được nơi đây Thân thể liền bị một cỗ âm lệ hàn khí đông cứng. Cỗ hàn khí kia, đến từ thi yểm ánh mắt, ngươi cho rằng đại lượng kiếp kiếp hỏa tản vào Ly Hận Thiên liền không thể đoàn tụ. Thi yểm ba đỉnh vần quanh, nhanh chân đi hướng Diêm Vô Thần. Yểm địa tại dưới chân nhanh chóng triển khai, phát hỏa sông núi, kéo dài hoang nguyên. Không gian tại sụp đổ, thế giới chân thật cùng Ly Hận Thiên bích chướng tại biến mất, hai thế giới phảng phất muốn trùng điệp. Ly Hận Thiên, ta làm chủ sau ngày hôm nay thế gian lại không tu sĩ có thể đến vô lượng cảnh thi yểm hai tay xòe ra khí thôn tinh hà phóng xuất ra hơn chín thành lượng yểm áo nghĩa đây là hắn trung cực át chủ bài đại biểu lượng yểm để lại đạo theo lượng yểm áo nghĩa thả ra ngoài trải rộng ly hận thiên lượng chi lực sinh động sôi trào giống như ngàn vạn dòng suối tuôn hướng hắn nghi tâm yểm tình thi yểm ẩn nhẫn nhiều năm đã sớm muốn hấp thu lượng chi lực phá cảnh nhưng một mực lo lắng náo ra động tính quá lớn bị thần giới gạt bỏ Diêm vô thần sắc mặt cũng là thay đổi, khó mà chấn định, nói, nguyên lai lượng yểm áo nghĩa mới là lá bài tẩy của ngươi. Ngươi đây là muốn bằng vào hơn chín thành lượng yểm áo nghĩa, đem ly hận thiên bên trong tất cả lượng chi lực hấp thu. Đại thần nhất định phải tiến vào ly hận thiên, hấp thu lượng chi lực, lĩnh ngộ lượng chi lực, mới có thể phá cảnh vô lượng. Hiện tại, thị yểm muốn đem tất cả lượng chi lực thu làm của riêng, lấy trùng kích thủy chung như nhất chi cảnh. Bởi vì lượng yểm thối nghĩa tồn tại ý nghĩa, chính là điều động lượng chi lực. Không, vô thần, người sai. Vi sư hôm nay muốn luyện hóa ly hận thiên là thần hải, hóa thân thành lượng kiếp, diệt thế thiên vũ. Đều là các ngươi ép, thi yểm dưới chân gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán. Lượng yểm áo nghĩa ảnh hưởng phạm vi, rất nhanh đạt tới đường kính một năm ánh sáng tình trạng. Nói cách khác, phương viên một năm ánh sáng lượng chi lực, đều là tại hướng thi hiểm hội tụ. Sư tôn, người dù sao chỉ là hữu thủy hữu chung cảnh giới, muốn đem lượng yểm áo nghĩa khuếch tán đến toàn bộ ly hận thiên cần thời gian, muốn điều động tất cả lượng chi lực thì cần muốn nhiều thời gian hơn. Muốn luyện hóa ly hận thiên là thần hải, cái này lại cần bao nhiêu thời gian. Diêm vô thần một lời điểm phá thị yểm lớn nhất khiếm khuyết, tiếp theo hướng thâm không hô to, hắc ám tôn chủ, nhan đình khâu, các người hiện tại xuất thủ còn kịp. Tiếp tục ngươi lừa ta gạt, không chịu mạo hiểm chém giết, thật muốn bỏ mặc hắn hấp thu toàn bộ ly hận thiên lượng chi lực sao. Vĩnh hằng chân tể không có trả lời tinh thần lực suy nghĩ ngưng tụ thành ngũ thải thác nước, tiếp tục tại hai khỏa thế giới thụ bên trên lan tràn. Rất hiển nhiên, hắn đối với hai khỏa thế giới thụ càng cảm thấy hứng thú. Lại hoặc là, hắn là nhận định, có người sẽ ra tay ngăn cản thi yểm điên cuồng hành vi. Hắc ám tôn chủ trong mắt hiện ra ý động chi sắc, nhưng, cũng không phải là muốn chấn sát thi yểm, mà là đối với thi yểm nắm giữ hơn chín thành lượng yểm áo nghĩa cảm thấy hứng thú. Như hắn có thể bằng vào những này áo nghĩa, hấp thu ly hận thiên tất cả lượng chi lực, tuyệt đối là có thể quay về đỉnh phong. Quá nguy hiểm, chờ một chút, hắc ám tôn chủ tại trong bóng tối, cười một tiếng dài, vô thần chớ sợ, hắn không phải lượng yểm, chỉ là một bộ yểm thi, thân thể căn bản không có khả năng chịu được tất cả lượng chi lực. Ngươi chỉ cần giữ vững diêm la tộc thế giới thụ, đừng cho hắn thôn phệ toàn bộ diêm la tộc tộc nhân huyết khí cùng hồn linh, hắn sẽ đúc không ra thủy chung như nhất thân thể. Đến lúc đó, lượng chi lực phản phệ, hắn tất bạo thể mà vong. Diêm vô thần cười lạnh liên tục, những lão gia hỏa này một cái so một cái âm hiểm đều muốn lợi dụng hắn ngăn cản liều chết trạng thái dưới thi hiểm tốt nhất hai người đồng quy vô tận đây chính là làm người tốt cần trả ra đại giới người người đều muốn lợi dụng ngươi là người tốt nhược điểm này cho ngươi đi liều chết lấy tác thành cho hắn lợi ích cùng vinh hoa diêm vô thần xưa nay không cảm thấy mình là một người tốt xưa nay không cảm thấy mình sẽ bị ngoại vật ràng buộc đúng là như thế dù là hắn tu vi lại cao hơn cũng không chiếm được diêm hoàng đồ những người kia tán thành cảm thấy hắn vì tư lợi, không có đảm đương, không xứng làm tộc trưởng. Thế nhưng là, hắn đã đáp ứng ngũ thanh tông A, cũng đáp ứng cùng hắn kể đầu gối nói chuyện lâu một đêm Diêm La Thái Thượng. Đáp ứng sự tình, có thể nào đổi ý, làm Diêm La tộc tộc trưởng, nào có gặp được nguy hiểm, tộc trưởng chạy trước đạo lý. Tại thời khắc này, Diêm vô thần có chút minh bạch, Trương Nhược Trần cùng hạo thiên những người này cả đời là bực nào bất đắc dĩ, rõ ràng có thể lựa chọn tiêu giao tự tại, nhưng lại bị áp đặt ở trên người trách nhiệm đẩy tiến lên. Diêm vô thần, ngồi lên vị trí tộc trưởng, người liền không có đường lui. Nhưng bây giờ, Diêm la tộc đã tìm không ra cái thứ hai có thể làm tộc trưởng người, trí cao bộ tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Lão Phu đi, đáp ứng người sự tình, Lão Phu nhất định làm đến. Hy vọng người cũng có thể nói được thì làm được, đây là Diêm la thái thượng lúc rời đi, nói câu nói sau cùng. Sau đó, bóng lưng có chút còng xuống, từng bước một biến mất tại sáng sớm trong mây mù. Âm trầm tiếng cười lạnh, đem Diêm Vô Thần từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, trở lại lập tức. Thi hiểm thân thể thiêu đốt, giống như sáng chói thần đuốc, đã gần đến ở trước mắt. Hắn cười nói, Vô Thần, người vẫn chưa rõ sao. Bọn hắn chính là một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đạo trích, bao quát trương nhược trần cũng là như thế, căn bản không đủ gây sợ. Người tại kiên trì cái gì? Người hẳn là trợ vi sư phá cảnh thủy chung như nhất, đợi vi sư thu nạp lượng chi lực vào một thân, thay cho chúng ta liên thủ, tất có thể đánh ra một vùng thiên địa, thần giới cũng không đủ gây cho sợ hãi. Diêm vô thần hướng về phía sau lưng Diêm la thiên ngoại thiên nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, nơi đó chưa thần hội tụ, từng cái không sợ, chiến ý sen lẫn thành cùng Diêm la tộc cùng chết sống bất hủ ý chí. Diêm vô thần hoàn toàn yên tâm, lực lượng đủ mấy lần, cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng Diêm la tộc nổi danh xương cứng nhiều, bọn hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng sư tôn nếu muốn hấp thu diêm la tộc tộc nhân huyết khí cùng hồn linh chỉ sợ trước tiên cần phải tiếp nhận diêm la tộc cả tộc một kích tộc diệt thuật ta cũng là biết một chút đây là bộ tộc mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể có lực lượng đây là tộc trưởng không sợ thấy chết không sờn mới có khí thế đã từng có người gián ngôn để một bộ phận thần linh dùng thần cảnh thế giới mang theo hỏa trùng trước một bước rút lui nhưng người gián ngôn bị diêm dục đánh chết tại chỗ Tiểu lượng kiếp cùng đại lượng kiếp đang ở trước mắt, đánh không thắng một trượng này, cho dù có hỏa trùng chạy đi, cuối cùng vẫn như cũng một con đường chết. Không có đường lui, ai cũng đừng chưa chiến trước nói bại, lại có tiêu cực người ứng chiến, giết không tha. Cả tộc một trận chiến, hoặc là thắng, hoặc là tộc diệt. Diêm dục mà nói, đến nay vang vọng tại mỗi một vị diêm la tộc thần linh trong tai. Phía sau nói người nói xấu, há lại thủy tổ phong phạm. Trương nhược trần thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến, chấn động đến toàn bộ tinh không đều xuất hiện đại đạo gợn sóng. Đế Trần đến rồi, vô luận là Diêm La Thiên ngoại thiên bên trong Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên bọn người, hay là trong tinh không địa ngục giới chư thần, đều vì đó phân chấn. Soạt, Trương Nhược Trần giáng lâm đến vận mệnh thần vực chỗ thế giới thụ, ngẩng đầu nhìn một chút, buông xuống tinh thần lực hào quang. Phất ống tay áo một cái, cuốn lên không gian gió lốc, đem ngay tại trốn rút lui địa ngục giới chư thần cứu, vận chuyển đến vạn ức dặm bên ngoài. Đa Tả. Sư huynh, huyết đồ tại không gian trong gió lốc hô to, vĩnh hằng chân tể tinh thần lực suy nghĩ thác nước, lan tràn đến cực nhanh, một lát sau, bao phủ hai khỏa thế giới thụ, hình thái ngưng hóa thành hai đầu dài đến trăm ức giảm chân, đem thế giới thụ bao khỏa tại nội bộ. Những này tinh thần lực thác nước, tại luyện hóa hai khỏa thế giới thụ, cũng đang hấp thu vẫn lạc tại trong vùng hư không này tu sĩ huyết khí cùng hồn linh, cùng huyết thảy năng lượng. Xoạt, Phượng Thiên bay đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thu hồi cánh chim Phượng Hoàng, tinh mâu nhìn qua nơi xa đường cong đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ ra thủy tổ pháp tướng. Cái này thủy tổ pháp tướng, cùng vĩnh hằng chân tể giống nhau như đúc. Hai cái chân dài đến trăm ước dặm, toàn bộ thân hình giống như vũ trụ cự nhân, cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Hắn muốn làm gì? Phượng Thiên hỏi, Trương Nhược Trần thản nhiên nói, đem hai khỏa thế giới thụ luyện vào hai chân, cắm dễ vũ trụ. Như vậy hắn điều động trong vũ trụ thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc tốc độ, liền có thể gia tăng gấp 2. Chỉ sợ cấp 96 đỉnh phong tồn tại, điều động tốc độ bất quá cũng như vậy. Biện pháp tốt, chỉ cần trở thành thủy tổ, đều có thể điều động trong vũ trụ tất cả thiên địa chi khí. Mấu chốt ngay tại ở tốc độ, cùng tự thân gánh chịu năng lực. Thủy tổ quyết đấu, không có người cho ngươi nhiều thời gian như vậy điều động thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc. Cho nên điều động tốc độ càng nhanh, về mặt chiến lược liền có ưu thế. Phượng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khó trách hắn hồn nhiên không thèm để ý hai chi thần quân sinh tử có lẽ hắn chính là cố ý trở lấy hai chi thần quân chiến tử, tiêu hao chúng ta đồng thời, lại có thể hấp thu trên chiến trường huyết khí cùng hồn linh, luyện hóa hai khỏa thế giới thụ. Có lẽ, hai chi thần quân trong mắt hắn, cũng chỉ là thần dược. Có lẽ vậy, mặc dù suy đoán của người phản nhân tính, nhưng nhan đình khâu tâm tư thâm trầm, vì đạt tới mục đích, không có cái gì không thể hy sinh. Hai chi thần quân chiến tử, chưa chắc là kết quả hắn muốn, nhưng nhất định là hắn đã sớm thôi diễn đi ra kết quả một trong. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, không cần hoài nghi nhân tính, chỉ cần suy nghĩ nhan đỉnh không muốn chính là cái gì, liền có thể đạt được kết quả. Hắn giành thế giới thụ, chỉ là vì gia tăng thần quân sức chiến đấu. Thần quân sức chiến đấu tăng lên lại nhiều, cũng người phần có hạn, không cải biến được hắn nhất định phải khuất tại trường sinh bất tử giả phía dưới hiện thực. Hắn chỉ có có được đối kháng trường sinh bất tử giả lực lượng, mới có thể làm chính mình, mới có thể có lý niệm của mình. Thi yểm có chết hay không, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong một trận chiến tranh này, Thị Yểm cùng hắn ngược lại thành lợi ích thể cộng đồng. Bởi vì, Thị Yểm muốn chính là Diêm La tộc tộc nhân huyết khí cùng hồn linh, mà hắn muốn chính là Diêm La tộc tộc nhân trấn thủ thế giới thụ. Cho nên, từ đầu đến cuối hắn cũng đang giúp Thị Yểm công phá Diêm La tộc thế giới thụ. Trương Nhược Trần đối với Phượng Thiên lau mắt mà nhìn, cười nói, người càng như thế hiểu rõ nhan đình khâu. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đã từng tử vong thần tôn, cũng là người như vậy. Phượng Thiên đối đầu Trương Nhược Trần hai mắt, Trương Nhược Trần nói: "Hiện tại thế nào, ngươi còn có tâm tình trêu chọc ta?" Phượng Thiên thần sắc rất là vội vàng, người không nhìn thấy, Nhan Đình khâu cùng Thi Yểm toan tính quá lớn, nếu để bọn hắn bất kỳ một người nào thành công, đều hậu hoạn vô tận. "Đế Trần đại nhân, người còn không xuất thủ ngăn cản." Tại Trương Nhược Trần hiện thân một khắc này, Thi Yểm liền sắc mặt biến đổi lớn, lập tức lấy Phạm Hỏa, đem hơn chín thành lượng yểm áo nghĩa nhóm lửa. Hắn biết Trương Nhược Trần cùng hắc ám tôn chủ, nhan đình khâu không giống với, tuyệt sẽ không cho hắn phá cảnh cơ hội. Dù là ngăn cản hắn, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Trương Nhược Trần, người đến chậm, ly hận thiên là ta thiêu đốt, luyện hóa ly hận thiên, ta liền cử thế vô địch. Tại tiếng hô to bên trong, thi yểm trên người lực lượng ba động lần nữa kéo lên. Thiêu đốt lượng yểm áo nghĩa, hóa thành từng đầu sáng tỏ hỏa xa, lan tràn đến ly hận thiên bên trong, đem lượng chi lực nhóm lửa, tốc độ so lúc trước nhanh mấy lần đập vào mắt chỗ ly hận thiên, cháy hừng hực, năng lượng cuồng bạo, hóa thành hỏa vực. Càng cuồng bạo hơn chính là, tràn ngập ở trong vùng tinh không này kiếp phân. Những kiếp phân này bên trong phóng thích ra kiếp lôi, uy lực điên cuồng tăng trưởng, cường hoành đến diêm vô thần cùng chỉ giao đều không thể hoàn toàn ngăn cản tình trạng. Oanh, ầm ầm, không ngừng có kiếp lôi, rơi vào diêm la tộc chỗ thế giới thụ, uy lực có thể so với lần thứ 10 trở lên nguyên hội kiếp. Thi yểm trưởng kích thời gian chi đỉnh, đỉnh trấn giống như thiên địa thần trung hắn đây là đang mượn dòng sông thời gian lực lượng, để lượng yểm áo nghĩa truyền bá tốc độ cùng điều động lượng chi lực tốc độ, trở nên càng nhanh. Một đạo lại một đạo chấn động vũ trụ thủy tổ đạo Pháp chi lực, truyền đến ngọc hoàng giới. Không gian xung quanh một mực tại rất nhỏ chấn động, thiên mô ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nói ta chỗ này, không chỉ có là nghĩ muốn hiểu rõ đại lượng kiếp, càng là tới tìm cầu minh hiểu. Thần hoàng, người đứng bên nào đâu, vòng xoáy hỗn độn trung tâm, bạch ngọc thần hoàng bưng lấy một chiếc gương hình thái thần khí, đang nhìn trộm thiên cơ, lẩm bẩm thật đúng là có ý tứ, minh tổ rõ ràng vẫn lạc, không ngờ hiện thân, hắn đến cùng ở vào trạng thái gì. Những người này tính toán quá sâu, để cho người ta nhìn không thấu. Dù là cách nhau rất xa tinh vực, thiên mẫu cũng có thể rõ ràng nghe được du dương uyển chuyển tiếng địch, mà lại có thể đánh giá ra là thiên đạo địch. Ý của ngươi là, tiếng địch này là minh tổ tại thổi. Thiên mẫu nói, Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, trừ minh tổ, ai dám cùng thần giới vị kia chính diện đánh lôi đài năm đó bạch nguyên đều kém lấy hai điểm thiên mỗ mắt lộ ra dị dạng quang mang nói thần hoàng chẳng lẽ cũng không thể cùng thần giới vị kia khiêu chiến bạch ngọc thần hoàng lắc đầu nói đừng nói hiện tại chính là hắn tế luyện ra thất thập nhị tầng tháp trước bản hoàng cũng còn kém xa lắm thần hoàng chẳng lẽ không phải thiên thủy kỳ chung cảnh giới thiên mỗ nói nào có dễ dàng như vậy không là sống đến càng lâu tu vi liền càng mạnh có người sống đến càng lâu tu vi ngược lại sẽ lui bước Ngươi tựa hồ rất nóng lòng, bản hoàng có thể cảm nhận được ngươi trên tâm cảnh ba động. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, thiên mẫu trong lòng thầm run, cảm thấy Bạch Ngọc Thần Hoàng cảm giác nhạy cảm đến dọa người. Thế là ổn định đạo tâm, nói, ngay cả Trường Sinh bất tử giả đều hạ tràng. Hôm nay vũ trụ chiến trường quan hệ trọng đại, không có một phương bị bại lên, ta có thể nào không lo? Bạch Ngọc Thần Hoàng đánh gãy nàng, ngay cả Trường Sinh bất tử giả đều hạ tràng. Hôm nay nhất định sẽ có tổ lạc, người cần gì phải đi mạo hiểm nếu không có muốn tranh thủ đến thần hoàng, ta sớm đã chạy trở về. Thiên mỗ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Bạch Ngọc Thần Hoàng ngả bài. Bạch Ngọc Thần Hoàng vẫn như cũ không nhanh không chậm bộ dáng, người liền không hiếu kỳ, bản hoàng không phải thiên thủy kỳ chung, vì sao có thể trường sinh bất tử. Thiên mỗ xưa đầu bằng nay, có thủy tổ cảnh giới, cũng có thủy tổ tầm mắt, nói ta đoán, cùng tòa này đường kính một năm ánh sáng vòng xoáy hỗn độn có quan hệ, nó ẩn chứa đạo, cổ lão mà hùng hậu, cho người ta một loại dòng sông thời gian tới gần đều muốn đi vòng cảm giác. Cùng thần cổ xào so sánh, ta cảm thấy, người cái này vòng xoáy hỗn độn càng giống là thần cổ xào. Bạch Ngọc Thần Hoàng trầm mặc hồi lâu, nói nhỏ, tòa này vòng xoáy hỗn độn, là bạch trạch sau khi chết, lưu lại vĩnh tồn thần hải. Ẩn chứa nàng vĩnh tồn chi đạo, chỉ cần đợi tại tòa này vòng xoáy hỗn độn bên trong, bản hoàng liền có thể ngồi xem vũ trụ văn minh thủy triều lên xuống, bất tử bất hủ. Vĩnh tồn, chỉ đại biểu không chết, sống thế nào, sống thành cái dạng gì thân bất do kỳ càng cao hơn một cấp nói là vĩnh hằng không chỉ có không chết cũng đại biểu không thay đổi thiên mỗ nói dạng này trường sinh bất tử có ý nghĩa sao bạch ngọc thần hoàng phản bác trường sinh bất tử không có ý nghĩa như vậy tính mạng của các ngươi vũ trụ toàn bộ sinh linh sinh mệnh đều nhất định tử vong nhất định trôn vùi đến không còn sót lại chút gì các ngươi còn sống ý nghĩa lại là cái gì thiên mỗ vùng vùng ống tay áo trên người hậu thổ dạ y, tách ra tiên diễm như máu quang hoa. Từng cây ma thần thạch trụ, tại sau lưng trong không gian hiển hiện ra, mỗi một cây đều giống như trống lên vũ trụ thiên trụ. Động thủ đi, ta không có thời gian cùng ngươi hao. Thiên mẫu nhìn ra, Bạch Ngọc Thần Hoàng là muốn đưa nàng kéo ở chỗ này. Đối phương không hề nghi ngờ, sớm đã đầu nhập vào thần giới vị kia trường sinh bất tử giả. Bạch Ngọc Thần Hoàng thật dài thở dài, tại sao muốn động thủ, liền không thể nhiều trò chuyện chút. Trong nội tâm của ta còn có rất nói nhiều, muốn cùng người chia sẻ, cùng người thổ lộ hết. Chúng ta không động thủ được chứ? Chương 4212, lấy một địch hai. Lượng chi lực thiêu đốt, hỏa diễm lan tràn đến ly hận thiên tầng diện cao nhất vô sắc giới. Thần võ sứ giả vô môn dáng người tú lệ, thon dài tuyệt trần, đứng tại chủ tế đàn đỉnh, cúi nhìn dưới chân vĩnh hằng thiên quốc. Đập vào mắt chỗ, từng tòa linh vụ minh mông huyền không đảo, ngay cả đến chân trời lượng chi lực hỏa diễm như xích hồng sắc sóng lớn, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng thiên quốc, tràn ngập hủy diệt kinh khí. Nàng nhắm môi đỏ, lấy thần niệm ngưng âm, thiên quốc chúng tu sĩ nghe lệnh, tất cả phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra. Nàng đã đạt tới bán tổ chi cảnh, là bây giờ vĩnh hằng thiên quốc người mạnh nhất. Vù vù, từng tòa huyền không đảo bên trên, tu sĩ như chim ruồi ra tổ, hướng vĩnh hằng thiên quốc biên cảnh bay đi. Một lát sau, chân trời một đạo lại một đạo trận bàn triển khai, minh văn giống như trên trang sách văn tự một tầng trồng lên một tầng. Vô ngôn phát giác được cái gì, ánh mắt buông xuống, nhìn về phía chủ tế đàn phía đông bắc vị. Chỉ gặp, một vị rối tung tóc trắng lão giả, vai khiêng một thanh u trầm thần kiếm, chân đạp màu trắng mây tầng, không nhanh không chậm hướng chủ tế đàn đi tới. Lão giả này, thân thể cường tráng, lưng trực tiếp giống như thần mâu, trên mặt cùng phần cổ dày đặc từng đạo màu trắng bạc nhánh cây, lá cây văn ấn, trong ánh mắt lăng lệ quang mang, có thể xuyên thấu không gian cùng giới bích. Vô ngôn đương nhiên biết người tới là ai, trong mắt cũng không nửa phần ba động. Cộc cộc, mạt nhật tế sư một trong quỷ chủ, cuống quyết đi vào chủ tế đàn đỉnh chóp, gặp vô ngôn thần sắc như thường, bình tĩnh tự nhiên, lập tức cũng chân định lại. Hắn hướng phía dưới hô to, bán tổ đỉnh phong cảnh giới thanh lộc thần vương, bị thất thập nhị tầng tháp một kích đỡ ánh xê hết. Thần giới vô địch tại thế, còn xin hư thiên chứa có sai lầm, nhanh chóng thối lui. Nho nhỏ quỷ chủ, cũng có tư cách gọi hàng lão phu thần giới đây là không người nào sao, hư thiên nhách miệng cười một tiếng, rút kiểm liền bổ. Một đạo mấy chục vạn dặm dài cô động kiếm mang, vạch phá thiên địa, khí thế rộng rãi, hướng về tinh thần đồng dạng lớn nhỏ chủ tế đàn. Đây là bán tổ đỉnh phong một kích, có thể bổ giới, chém tỉnh hà. Oanh, chủ tế đàn ngoại vi không gian khuấy động, xuất hiện thủy tổ trận pháp minh văn cùng phù văn, ngăn trở đạo này kiếm khí lăng lệ. Chủ tế đàn vẹn vẹn rất nhỏ lay động một cái, trong tế đàn thần giới tu sĩ, Hoàn toàn yên tâm, với bên ngoài Tôn kia bán tổ đỉnh phong ý sợ hãi diệt hết. Bọn hắn lưng tựa thế nhưng là thần giới, không chỉ một vị tinh thần lực thủy tổ tại chủ tế đàn lưu lại thủ đoạn. Bán tổ đỉnh phong đến đây, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Hết thảy đều tại hư thiên trong dự liệu, thủy tổ lưu lại trận văn cùng phù văn thì như thế nào? Chính là thủy tổ chân thân ở đây, lão phu cũng dám một trận chiến. Hư thiên nhanh chân hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước trong tay thần kiếm liền bổ ra một lần, đại khai đại hợp. Oanh, oanh, càng lúc càng nhanh, quỷ chủ cảm giác chủ tế đàn chấn động trở nên mãnh liệt, nói, vô môn đại nhân, có chút không đúng. Theo lý thuyết, chủ tế đàn đã mở ra, tuôn ra thiên địa chỉ khí cột sáng cùng thần giới tương liên, vì sao hư lão quỷ thần võ ân ký không có bị lấy đi. Vô môn sớm đã phát giác được điểm này, nàng thần niệm, nói, là đế trần, đế trần lấy vô thượng pháp lực, thay đổi hắn thần võ ân ký. Cổ kim nhất phẩm, Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Quỷ chủ trong đầu hiện lên trương nhược trần định tỉnh hà chúc thế giới thuộc thân ảnh vĩ ngạn âm thầm run lên đằng sau nói chủ tế đàn phòng ngự sẽ không bị hư lão quỷ công phá ha hắn nhưng là danh sương tu thành kiếm nhị thập lục mà lại hư vô chỉ đạo chuyên khắc trận pháp minh văn cùng phù văn vô ngôn không có trả lời âm ầm từ thần giới hạ xuống tới thiên phạt lôi âm che mất thế gian này khác hết thảy thanh âm giờ phút này cột sáng cuối thần giới đại địa liền treo tại chủ tế trên đàn phương, khoảng cách bị kéo đến rất gần, muốn từ vô sắc giới bắt đầu nuốt hết ly hận thiên. Hư thiên kiệt ngạo cười lạnh, lấy thân thể trọi cứng thần giới lôi phạt, qua lại như màn mưa điện quang sát mang bên trong, liên tiếp bổ ra trên trăm kiếm hậu, chiên ý cùng khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Thân thể nhảy lên, hai tay giơ kiếm, máu trong cơ thể giống như thần hà lưu động. Kiếm nhị thập lục, kiếm lăng hằng cổ, một kiếm bổ ra, khai thiên địa mà nứt thời không đầy thiên thủy tổ trận pháp minh văn cùng phù văn khuấy động, tựa như mặt nước đồng dạng, hướng vào phía trong lún xuống. Vô ngôn sớm đã kết ấn đã lâu, tụ lực thật lâu chờ chính là hư thiên cái này trí cường đến lợi một kiếm. Nàng yêu nhã linh động, 10 cái ngón tay ngọc như hành tuyết tướng ấn pháp đẩy ra, cùng thủy tổ trận pháp minh văn cùng phù văn trùng điệp ở cùng nhau, ngăn cản được kiếm nhị thập lục thế tới. Hư thiên tiền bối, không hổ là cái kiếm tổ đằng sau, trong vũ trụ kiếm đạo người thứ nhất. Nhưng cũng tài năng chỉ có thế vô ngôn thần niệm thanh âm, quanh quẩn tại vĩnh hằng thiên quốc. Cái đó là, đó là cái gì, quỷ chủ cả kinh nói, hư thiên nhân kiếm hợp nhất, giống như cầu vồng núi đến mặt trời, và chạm hướng thủy tổ trận pháp minh văn cùng phù văn lún xuống chỗ, đem đứng tại chủ tế đàn đỉnh vô ngôn, chấn động đến lui về sau nửa bước. Cùng lúc đó, kiếm nguyên thần thụ sau lưng hư thiên hiển hiện ra, cùng chủ tế đàn đủ cao, sáng tỏ sáng chói cành lá phiêu tán rơi rụng ra vô tận quang vũ. Mỗi một hạt quang vũ, Đều là kiếm hình thái, trên cành cây, thời cổ kiếm giới ba kiếm thần lưu lại tỉnh thần lạc ấn, nhao nhao rụng xuống, hóa thành từng tôn cẩm kiếm thân ảnh. Ba kiếm thần bày trận, chỉnh chỉnh tề tế, thần thụ vệ, a à chạm tế đàn, quang vỗ bay về phía thần giới. Ba kiếm thần tràn ngập tỉnh khí thần, theo hư thiên cùng một chỗ huy kiếm chém ra. Kiếm y sen lẫn, kiếm thế ngưng tụ, muốn phá hết thế gian hết thảy phòng ngự, nhắc lên vũ trụ một góc. Trương Nhược Trần liếc qua ngay tại luyện hóa hai khỏa thế giới thuộc nho tổ thứ hai pháp tướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đã là tinh thần lực cấp 96, vẫn còn như vậy cấp tiến, không từ thủ đoạn mưu cầu tầng thứ cao hơn chiến lực, Trương Nhược Trần căn bản không tin, hắn vẻn vẹn chỉ là vì ứng đối tương lai đại lượng kiếp. Chính như Phượng Thiên lời nói, nhan đình khâu có thể có được hôm nay cảnh giới, làm sao có thể không có lý niệm của mình. Thủy tổ có thể thành thủy tổ, không phải có đại khí phách, chính là có dã tâm lớn ý chí tất nhiên độc lập, không phải là bất luận người nào phụ thuộc. Nghĩ đến đây, tại thi yểm cùng nho tổ thứ hai ở giữa, Trương Nhược Trần lựa chọn trước đối phó thi yểm. Thu thập thi yểm, như tới kịp, lại đi ngăn cản nho tổ thứ hai. Như không kịp, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Nho tổ thứ hai uy hiếp xác thực so thi yểm càng lớn, không chỉ có tính toán cực sâu, tâm tư quỷ quyệt, mà lại luyện hóa hai khỏa thế giới thụ về sau, chiến lược tất nhiên thực hiện chất lớn nhảy lên. Nhưng có lẽ, loại trạng thái này nho tổ thứ hai, liên không còn là thần giới trường sinh bất tử giả phụ tá đắc lực mà là kẻ ngăn cản Xoạt, trương nhược trần thân hình thoát một cái xuất hiện đến diêm la tộc thế giới thụ bên ngoài trong hư không cùng phóng tới diêm la thiên ngoại thiên thi hiểm đụng thẳng vào nhau như là hai viên tràn ngập hủy diệt năng lượng hàng tỉnh va chạm khuấy động ra hừng hực sóng kinh có thể tưởng tượng cái này từng tầng từng tầng thủy tổ sóng kinh như truyền đến diêm la tộc thế giới thụ chính là hậu quả gì diêm vô thần chống lên lục đạo luân hồi kính chỉ giao nắm nâng 26 trọng thiên vũ, Phượng Thiên khống chế yêu tổ lĩnh vắt ngang. Tam đại bán tổ cảnh trí cường cùng một chỗ ngăn cản dư ba, lại bị tung bay ra ngoài. Phong đồ đại đế đuổi tới, đánh ra hoàng tuyển ấn, lấy vô thượng không gian đại pháp lực, đem diêm la tộc thế giới thụ kéo về phía sau kéo mấy ngàn vạn giặc, lúc này mới miễn đi một trận tai họa ngập đầu. Sau khi VA chạm, thì ỉ ếm lùi lại ra ngoài mấy chục vạn giặc, cầm thét một tiếng, trương nhược trần, ly hận thiên đã bê ốc hái lên, lượng chỉ lực vô tận, lão phu lực lượng cũng là vô tận. Ngươi không ngăn cản được ta, vậy thành toàn ngươi, chúng ta đi ly hận thiên đánh một trận. Trương Nhược Trần nói, thi yểm xem thấu Trương Nhược Trần lo lắng thủy tổ quyết đấu phá hủy diêm la tộc thế giới thụ nhược điểm này, nói sao không đi diêm la tộc thế giới thụ đánh một trận. Đế Trần, bản tôn đến giúp ngươi một tay, hắc ám chỉ đỉnh tại vùng đất không biết bay ra, muốn chặt đứt th yếm cùng ly hận thiên ở giữa liên hệ. Hắc ám tôn chủ cũng không phải muốn giúp Trương Nhược Trần, Quần túy là cảm thấy, chỉ có đem thi yểm bước đến tuyệt cảnh, mới có thể tự bạo thủy tổ thần nguyên, đem trong vùng tỉnh không này tất cả tu sĩ toàn bộ mang đi. Bao quát Trương Nhược Trần cùng nho tổ thứ hai, như vậy, thì yếm cùng Trương Nhược Trần nắm giữ cửu định, cùng lượng yểm áo nghĩa, đều sẽ thành vật trong túi của hắn. Trái lại Trương Nhược Trần thu thập thi yểm về sau, sao lại không cướp đoạt trong tay hắn hắc ám chi đình. Chỉ là một đỉnh, cũng nghĩ ngăn cản lão phu, thời khắc này thi yểm, đang thiêu đốt lượng yểm vật chất cùng lượng yểm áo nghĩa, hấp thu đại lượng lượng chi lực về sau, đã đem tự thân chiến lực ngắn ngủi bay vụt đến thủy chung như nhất độ cao, có thể so với liều chết trạng thái dưới địa tạng vương. Đương nhiên dưới loại trạng thái kia địa tạng vương, chỉ có thể nửa ngày mà vong. Thi hiểm lại có vô cùng tiềm lực, có chân chính đạt tới thủy chung như nhất khả năng. Điều kiện tiên quyết là muốn trước luyện hóa toàn bộ diêm la tộc thuốc người, lấy cô động nhục thân cùng hồn linh. Vụ đỉnh tại thi hiểm thôi động dưới, phóng xuất ra hà vụ màu xanh, bay ra văn tự màu vàng, dẫn động minh mông trong tinh hải vô tận vu đạo quy tắc, trùng trùng điệp điệp bay vào ly hận thiên, cùng hắc ám chi đỉnh đụng nhau cùng một chỗ. Bỗng dương, đều nói rồi, đi ly hận thiên một trận chiến, trương nhược trần thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, gần trong gang tắc. Thi yểm thất kinh, nào nghĩ tới trương nhược trần lợi hại như vậy, có thể vô thanh vô tức xông qua lượng yểm áo nghĩa cùng lượng chi lực kiếp phân. Không chút nghĩ ngợi, một trường ninh âm thanh vỗ ra. Trương Nhược Trần đưa ra một quyền, oanh, quyền trường tân công ở giữa, như tỉnh vực nổ tung. Vội vàng nghênh địch thi yếm, chỉ cảm thấy thiên địa vũ trụ đều là hướng mình đè xuống, thân thể không bị khống chế rơi về phía ly hận thiên. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội phản kích, đưa tay hư nắm. Con, trầm uyên thần kiếm xuất hiện ở trong tay, xa so với hàng tỉnh trầm nặng. Mang theo kiếm nhị thập lục kiếm ý đánh xuống, kiếm từ thời gian, không gian, hồn linh, quy tắc, trật tự. Vân vân từng cái vĩ độ, chém về phía TH yếm. Kiếm đạo tạo nghệ, Trương Nhược Trần càng ở trên hư thiên. Thi yểm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng. Nghi tâm yểm tình, phóng xuất ra mười mấy chủng thủy tổ hình thái kiếp lôi. Đã là hơn 10 vị hình dáng tướng mạo khác nhau thủy tổ, cũng là thiên địa lôi kiếp, năng lượng có thể so với thủy tổ thừa nhận nguyên hội kiếp. Trương Nhược Trần không có chút nào lùi bước, nhục thân khiêng kiếp lôi, huy kiếm cùng thi yểm đối kích hơn 10 lần. Chém hết tất cả thủy tổ kiếp lôi, thi yểm liền lùi lại mười mấy lần, một mực thối lui đến ly hận thiên chỗ sâu giận không kèm được mà nói người sao như vậy ngu xuẩn chẳng lẽ không biết thần giới mới là đại địch người coi trợ lão phu một chút sức lực đợi lão phu thành đạo người ta liên thủ cùng thần giới mới có sức đánh một trận trương nhược trần rút kiếm đứng nghiêm trên da kiếp lôi nhao nhao tán đi nói đề nghị này không tệ ta trương nhược trần tuyệt không phải chỉ mang thù hận không biết thời cuộc mất cạn hạng người nhưng người trước tiên cần phải tướng dựa dẫm vào ta đoạt đi ma ni châu hồng Đình vu đỉnh trả lại. Thi hiểm đã sớm nhìn ra, Trương Nhược Trần sở dĩ bỏ nhan đình khâu, trước ra tay với hắn nguyên nhân là vì cửu đình. Trương Nhược Trần muốn ngăn cản thất thập nhị tầng tháp, cấp thiết nhất, chính là lấy cửu đình. Tốt, thi hiểm một lời đáp ứng, lại nói chỉ cần ngươi vì lão phu hộ đạo, trợ lão phu luyện hóa ly hận thiên, không chỉ có hồng đỉnh cùng vu đỉnh trả lại cho ngươi, trụ đỉnh cũng làm bồi tội chi lễ đưa tặng cho ngươi. Nhưng phải đợi đến lão phu phá cảnh thủy chung như nhất đằng sau, dù sao. Xoạt, xoạt, hoa, không đợi TH yếm nói xong, Trương Nhược Trần đem 49 đoàn đạo quang phóng thích mà ra, vòn quanh tự thân phi hành, hóa thành một cái càng ngày càng to lớn vòng xoáy hỗn độn. Trong vùng hư không này mảnh vỡ không gian, kiếp vân, thiên địa quy tắc, tất cả năng lượng đều bị cuốn vào. Ly hận thiên bên trong lượng chỉ lực cũng bị vòng xoáy liên tục không ngừng hấp thu. Hấp thu tốc độ, so thiêu đốt lượng yểm áo nghĩa TH yếm càng nhanh. Trương Nhược Trần đối với lượng chỉ lực cảm thấy hứng thú muốn đảo ngược thôi diễn đại lượng kiếp lực lượng, lấy tìm kiếm phá giải hoặc đối kháng chỉ pháp. Ngươi, thi ỉa ếm trọn mắt tròn xoe, nào nghĩ tới trương nhược trần vô sỉ như vậy, chính mình thiêu đốt lượng ỉa ếm vật chất cùng lượng yểm áo nghĩa nhóm lửa lượng chỉ lực, lại bị hắn cương ép đoạt đi. Trương nhược trần thân thể tựa như thiên địa chỉ nhãn, vũ trụ chỉ tâm, áo nghĩa đều không tranh nổi hắn. Thi yểm không thể nhịn được nữa, một tay cầm hồng đỉnh, một tay cầm trụ đỉnh, đem chân lý cùng lực lượng thời gian đan vào một chỗ, lấy khủng bố tuyệt luân thủy tổ chỉ lực đụng xuyên vòng xoáy hỗn độn công hướng trung tâm vòng xoáy trương nhược trần chân thân nén giận một kích chiến lực đạt tới đỉnh phong trương nhược trần như lão tăng ngồi thiền gặp không sợ hãi thản nhiên nói cửu đỉnh không phải dùng như thế hai cánh tay hắn xòe ra huyết khí chảy tuôn thiên đỉnh cùng địa đỉnh phân biệt tại trái phải tay lòng bàn tay dâng lên hai trên đỉnh đồ văn rụng xuống phảng phất khắc đồng dạng xuất hiện tại trương nhược trần hai tay cùng làn da trùng điệp ngay tại thi yểm đánh tới trước mặt thời khắc trương nhược trần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu song đồng xuất hiện tinh hải vũ trụ ảnh cảnh song quyền đều xuất hiện một quyền là vận mệnh một quyền là bản nguyên ầm ầm thiên đỉnh cùng địa đỉnh giống như hóa thành quyền sáo cùng bao cổ tay theo hắn bài sơn đảo hải quyền kình cùng một chỗ đánh ra trực tiếp đem bay tới thi ma hồng đỉnh, trụ đỉnh đánh cho ba phần ly tán bay rớt ra ngoài thi yểm ngực bị đánh lõm thân thể vì đó biến hình liền ngay cả thể nội lượng yểm áo nghĩa đều giống như b ị đờ ánh tan đồng dạng trương nhược trần tay phải năm ngón tay khẽ vổ ra ngoài đem hồng đỉnh cùng trụ đỉnh lôi kéo trở về đồng thời từng sợi tước đoạt thủy yếm trên thân tiêu tán ra lượng yểm áo nghĩa một tay khác đầu ngón tay phun ra hai sợi thần diễm đôm đốp tại thần diễm thiêu đốt dưới hồng đỉnh cùng trụ đỉnh bên trong thuộc về thi yểm tỉnh thần lạc ân cùng thủy tổ thần nghiệp rất nhanh bị luyện hóa có không ít trong vũ trụ đứng đầu nhất tu sĩ đang chăm chú ly hận thiên bên trong đấu pháp đều chấn động theo. chương 4213 tổ lạc, đây chính là hắn toàn lực ứng phó phía dưới chiến lược sao. Diêm vô thần một đôi mắt hổ, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia phá toái hư không, tâm tình vô cùng phức tạp. Không thể không thừa nhận, chính mình dù là phá cảnh thủy tổ, vẫn như cũ kém xa giờ này ngày này trương nhược trần Như thế trạng thái dưới thị yểm. ngay cả hắc ám tôn chủ đều muốn tránh lui. Nhưng cùng Trương Nhược Trần giao thủ, lại hoàn toàn ở vào hạ phong, tuy có sức hoàn thủ, lại chiêu chiêu thất bại. Ta sẽ đuổi theo tới, tiểu lượng kiếp cùng đại lượng kiếp phía dưới, nhất định phải có ta diêm vô thần một trận chiến chi địa, sinh tử vận mệnh, ta muốn chính mình đến tranh. Diêm vô thần trong mắt đấu trí bất diệt, lập tức hướng diêm la tộc chư thần hạ lệnh. Mệnh bọn hắn lấy thần cảnh thế giới, chuyển di thế giới thụ bên trong tu sĩ cùng tài nguyên. Bọn hắn chiến lược mục đích đã đạt tới, thành công tan giã thần giới thủy tổ phía dưới lực lượng, làm cho thần giới trường sinh bất tử giả sớm hạ tràng để đế trần đổi bị động làm chủ động sau đó chính là thủy tổ ở giữa quyết đấu không cần thiết lại thủ vững một gốc đã thùng trăm ngàn lỗ thế giới thụ bảo tồn sinh lực mới là trọng yếu nhất sự tình diêm la thiên ngoại thiên là duy nhất thanh trừ tất cả tế đàn địa phương bởi vậy bị diêm dục thu vào thần cảnh thế giới cánh chịu đây là diêm la tộc rễ diêm dục diêm chiết tiên diêm hoàng đồ di thiên chiến thần cùng thế hệ trước bạch vân thần tổ Đại nhạc chân nhân, vong tình bà bà. Diêm La tộc chúng thần cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua thế giới thụ, hóa thành mưa sao băng hướng thâm không bay trốn đi. Thế giới thụ các nơi, vô số tế đàn tại vận chuyển, bắn ra tế tự trùng sáng cùng thần giới tương liên, hình thành từng cái kết nối lưỡng giới lỗ thủng không gian, đã không phải là Diêm La tộc có thể khống chế. Thần giới đang không ngừng hướng vũ trụ chân thực tiếp cận, chi giao cùng táng kim bạch hổ không hề rời đi cũng không có bởi vì trương nhược trần đánh bại thi yểm mà lộ ra thần sắc mừng rõ thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ đem thị yếm bước đến từ cảnh hắn sao lại không tự bảo thủy tổ thần nguyên huống chỉ hắc ám tôn chủ cùng nhau tổ thứ hai còn tại một bên nhìn chằm chằm hai vị này nhưng so sánh thi yếm càng đáng sợ bọn hắn sẽ cho phép trương nhược trần cướp đoạt thi yểm trên người lượng yểm áo nghĩa bọn hắn đối với cửu đỉnh không có hứng thú bọn hắn không muốn đưa trương nhược trần vào chỗ chết nguy cơ tứ phía ai cũng không biết sau một khắc chiến cuộc sẽ chuyển biến xấu đến mức nào. Chỉ giao phát hiện treo trên bầu trời đứng ở cách đó không xa Phượng Thiên, nói, người đi nhanh lên, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát sinh thủy tổ tự bạo hủy diệt phong bạo. Đã như vậy nguy hiểm, người vì sao lựa chọn lưu lại? Phượng Thiên nói, chỉ giao thần khải treo kim bào, trong tay tích huyết kiếm đem mảng lớn tinh vực chiếu dọi thành màu đỏ, đã có tiên cơ thần phi mỹ mạo, cũng có chiến thần đồng dạng lăng lệ khí thế, nói ta cùng trần ca cùng tồn vong, tử vong cũng không đáng sợ. Ta chính là tử vong thần tôn, ta cũng cảm thấy tử vong không đáng sợ. Phượng Thiên cầm trong tay xí kích, tóc dài như thác nước, quanh người vận mệnh thiên thư cùng vận mệnh chi môn vần quanh, dưới chân là một mảnh âm trầm biển thây. Chỉ giao nói, thời khắc mấu chốt, ta có thể trợ trần ca một chút sức lực, sẽ không trở thành hắn liên lụy. Mà ngươi, càng hẳn là đi gây dựng lại vận mệnh thập nhị tướng thần trận, chân áp đào tẩu vạn đại cửu tổ. Những người này đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Cho nên bản thiên là liên lụy, ngươi là cánh tay." Phượng Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ giao không có muốn giải thích ý nghĩ, gật đầu nói, "Là ý tứ này." Diêm Vô Thần cùng Phong Đô Đại Đế cũng không có rời đi, đứng ở mặt khác hai mảnh tỉnh không, đều tại bằng nhanh nhất tốc độ an dưỡng thương thế, tùy thời chuẩn bị gia nhập vào thủy tổ chiến trường. Có lẽ sẽ chiến tử, nhưng tuyệt sẽ không lùi bước. Nộ Thiên Thần Tôn mang theo Minh Hà cùng đại Tôn 27 tầng Thiên Vũ thế giới chạy về nhìn thoáng qua vô tận to lớn vĩnh hằng chân tể tỉnh thần lực pháp tướng. Đứng tại 27 tầng thiên vũ thế giới đỉnh cao nhất kiếp thiên, kích động, nói, nếu không từ phía sau lưng cho hắn đến một chút. Cái này đem cùng tồn tại thiên vũ thế giới bên trong thiền băng giật này mình. Nộ thiên thần tôn vội và ngăn cản kiếp thiên cái này một nguy hiểm ý nghĩ, chỉ là một tôn tinh thần lực pháp tướng, liền đã cảm giác áp bách mười phần, thật trêu đến vĩnh hằng chân tể xuất thủ, một cước chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn ép là bụi bặm kiếp thiên lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Phượng Thiên, nói, Phượng Thải Dực, người còn không đi nhanh lên, nơi này giao cho chúng ta. Ẩn thi trọng thương đào tẩu, chỉ có người có thực lực, đem nó trấn áp. Nộ thiên, kiếp thiên, thiên băng, tuyết vực tinh hải thần quân, thôi động 27 tầng thiên vũ thế giới, hoàn toàn chính xác chiến lực vượt trên ẩn thi, nhưng tốc độ cùng năng lực hành động nhưng lại xa xa không kịp. Phượng Thiên hoàn toàn lấy tốc độ tăng trưởng,